Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 76, gánh nặng đường xa. Trong gió mát, nửa cây tươi tốt, dễ cây chằng chịt cành lá sum xuê dưới ánh trăng lạnh, cây già chết héo, tây thuộc một đường sinh tử thành phong đô, tháp linh lung, ba hồn bảy phách không có chủ đèn lưu ly, lửa vô sinh, trời đất xưa nay chỉ là ảnh trong gương. Không biết tiếng ca dao từ nơi nào bay tới, âm thanh trầm trầm giống như gió mát thổi bên tai càng giống như một ý nghĩ hiện lên trong đầu. Bạch Doanh Chi cảm thấy tất cả mọi thứ xung quanh đều có chút mờ ảo, hơi thở âm u lạnh lẽo ở phong đô dần dần có mùi hoa đầu xuân thoang thoảng, cảm giác làm cho nàng cực kỳ bài xích chán ghét cũng dần dần nhạt đi. Cô cô chén rượu trong tay, đã không còn, vì thế nàng vươn tay cầm lấy bầu rượu, lại bị vân nhai giành mất. Đừng uống nữa. Bạch Doanh Chi nhíu mày, vì sao? Người nói không sai, rượu nơi này quả thật rất tuyệt, rượu Đông Hải hoàn toàn không sánh bằng. Vậy cô có biết rượu này tên là gì không? Cái gì? Bạch Doanh Chi lấy tay chống má nhìn Vân Nhai, hình như có vài phần men say. Nó tên túy sinh mộc. Vân Nhai cười lắc lắc đầu, nếu uống thêm một ly, sợ rằng cô sẽ không ra khỏi bất quy lâu này được nữa. Hừ, sao lại vậy? Người đừng vội xem thương tử lượng của ta. Vân Nhai thở dài, khẽ nói một câu, hơn một ngàn năm đạo hành không ít, nhưng sao định lực lại kém như vậy? thật không hiểu cô làm cách nào mà cai quản được đông hải và bột hải. Vân nhai đưa tay kéo bạch doanh chi lại, đi thôi, cũng đến lúc đại ca cô ra khỏi tháp linh lung rồi. Bạch doanh chi không cam lòng bị vân nhai kéo ra khỏi bất quy lâu, một cơn gió lạnh nhẹ nhàng thổi qua phía sau cổ nàng, nàng hốt hoảng giật mình một cái, quay đầu nhìn thoáng qua bất quy lâu, đáy lòng thầm nghĩ, vừa rồi làm sao vậy? Sao lại cảm thấy cả người thoải mái tâm tình vô cùng tốt, muốn say ở trong bất quy lâu? vân nhai buồn cười hơi nghiêng mặt đi chẳng qua vẫn bị bạch doanh chi phát hiện ra dấu vết rốt cuộc vừa rồi ta bị làm sao vậy ngươi đang cười cái gì bạch doanh chi túm lấy vân nhai hỏi vân nhai không cười nữa nói cô ý chí không vững cho nên bị mê hoặc muốn ở lại bất quy lâu mê hoặc cái gì mê hoặc ai mê hoặc vì sao ngươi lại không sao bí mật của bất quy lâu thứ cho ta không thể nói bởi vì ngay cả ta cũng không biết rõ ràng về phần vì sao ta không sao mà cô lại không chịu được vân nhai cố tình nói chậm lại thứ nhất tu vi của ta cao hơn cô rất nhiều thứ hai định lực của cô quá kém còn không bằng đám yêu ma ở trong đó vừa nãy về sau trở lại đông hải thì bế quan tu luyện đi thứ ba cô là rồng ta là ma ta so với bất quy lâu này càng biết cách mê hoặc hơn nghe xong vân nhai giải thích trong lòng bạch doanh chi có chút lo sợ bất an nàng có phải không những bị bất quy lâu mê hoặc mà còn càng bị vân nhai mê hoặc hay không đi thôi bạch nham cũng đến lúc đi ra rồi bạch doanh chi đi theo vân nhai trở về cầu đá ngoài tháp linh lung chờ không bao lâu dung tử du đi ra sắc mặt vô cùng khó coi đại ca bạch nham nhìn bạch doanh chi một cái khóe miệng giật giật ta muốn tìm một chỗ một mình yên tĩnh lại vân nhai gật đầu rời khỏi phong đâu trước đã lấy thân thể phàm thai này của ngươi ở lâu tại phong đô chắc chắn sẽ bị tà khí ăn mòn, không chết cũng mất nửa cái mạng. Ra khỏi phong đô, Dung Tử Du nói muốn đến thành Khương Dương, mặc dù Vân Nhai và Bạch Doanh Chi không rõ nguyên nhân nhưng đều thức thời không hỏi, lúc này trong lòng Dung Tử Du trăm vị trần tạp, thật sự không có tâm trạng giải thích nhiều. Dung Tử Du vốn định theo những gì nhìn thấy trong lửa vô sinh đến thành Khương Dương tìm căn nhà nhỏ rách nát kia. Nhưng dù sao cũng đã qua 20 qua năm rồi, Thành Khương dương này đã sớm không giống trước, căn nhà cô kia sao còn có thể tồn tại. Hắn đứng ở ngã tư phiền muộn vô tận. Ký ức trong lửa vô sinh đối với hắn mà nói thật sự có cảm giác xa không thể với tới, nhìn những hình ảnh này trong lòng hắn giống như bị bóp nghẹt. Khi hắn thấy Du Dao xuất hiện trong lửa vô sinh, trong lòng đau đớn như bị xé rách, cảm giác đè nén giống như hắn gặp ác mộng khiến cho hắn gần như không thở nổi. Lúc ấy hắn mới phát hiện trí nhớ này đều là của hắn là quá khứ hắn nên đi tìm về. Sau khi ra khỏi tháp linh lung, Dung Tử Du giống như nháy mắt biến thành một người khác, làm cho Bạch Doanh Chi cuối cùng có thể tìm được trên người hắn một chút bóng dáng của Bạch Nham, đáy lòng nàng cũng cảm kích Vân Nhai đã dẫn hắn đến phong đô. Dung Tử Du một mình đứng ở ngã tư hồi lâu, quay về phía Vân Nhai và Bạch Doanh Chi hỏi, ta phải làm thế nào mới có thể khôi phục trí nhớ trước kia? Làm thế nào mới có thể tìm được Du dao Bạch Doanh Chi nói, chỉ cần nguyên thần trở về thân thể cũ thì có thể khôi phục trí nhớ. Làm thế nào nguyên thần mới trở về thân thể cũ được? Thân thể của huynh được bảo tồn ở Long cung Đông Hải, muốn nguyên thần trở về thân thể cũ đương nhiên phải về Đông Hải, Bạch Doanh Chi nói, nhưng hiện tại huynh không có pháp lực, đừng nói đến đưa nguyên thần thoát khỏi cơ thể trở lại thân thể cũ, cho dù là Long cung Đông Hải huynh cũng không vào được. Cho nên huynh phải tu đạo pháp trước. Vân Nhai tiếp lời nói, dù giao ở tây thiên phật tổ, người muốn đi tìm nàng, trước hết phải có năng lực lên cửu trọng thiên. Dung Tử Du đem ý kiến của hai người quy kết thành một câu đơn giản, nói tóm lại là ta phải tu tập đạo thuật. Vân Nhai và Bạch Doanh Chi cùng gật đầu. Thì ra lão lỗ mũi châu kia nói không sai. Dung Tử Du cười gượng một tiếng, ta thật sự có phật duyên có đạo tâm. Dung Tử Du nhớ tới cha mẹ trong nhà, cực kỳ không nỡ. Tuy rằng trên hắn còn có huynh trưởng, dưới có đệ muội. Dung ra thiếu một đứa con trai như hắn cũng sẽ không chặt đứt hương khói, nhưng dù sao hắn cũng là do cha mẹ dạy dỗ thành người. 20 năm ân tình, thân tình nhất thời nửa khác sao có thể nói cắt đứt là cắt đứt được đây. Huống chi bình thường mẹ thương hắn nhất, nếu hắn đi mà không trở về, không chừng mẹ sẽ rất đau lòng. Nhưng nếu không tu đạo, hắn trở lại dung ra làm đứa con hiếu thảo, khối đá đè nặng trong lòng kia sẽ không biến mất. Dù sao, chỉ cần nghĩ đến cái tên này, Nhớ tới có một cô gái như vậy, hắn lại cảm thấy ngực mình như sắp chảy máu, lại quyết tâm muốn tìm về trí nhớ kiếp trước. Bên này dung tử du băn khoăn lo nghĩ, do dự, bên kia vân nhai và bạch doanh chi lại bắt đầu ầm ý. Tu tập đạo pháp mà thôi, ta dạy đại ca không được sao. Chỉ bằng chút tu vi của cô, chật chật, vừa rồi không biết là ai suýt chút nữa ngay cả bất quy lâu cũng không ra được. Ngươi, bạch doanh chi chừng mắt nhìn vân nhai, chẳng lẽ còn muốn bái ngươi làm sư phụ sao? Chẳng lẽ muốn tu thành ma? Vân nhai thản nhiên cười khẽ ta cũng không rảnh. Ngươi, bạch doanh chi tức giận. Dung tử du nhìn hai người, thở dài, ta nghĩ ta biết nên đến nơi nào tu tập đảo Pháp núi thiên ngu. Vân nhai và bạch doanh chi đều sừng sốt. Ta ở trong lửa vô sinh nhìn thấy rõ ràng, sĩ hoàng mới là người có tư cách làm sự phụ nhất, huống hồ hắn và bạch nham vốn có quan hệ họ hàng cùng gốc, có lẽ hắn sẽ không hại ta đúng không? Dung tử du lần đầu tiên nhắc đến cái tên Bạch Nham này, dù trong đầu chính hắn cũng cảm thấy là lạ, Bạch Nham cũng là hắn mà. Nhưng hắn lại chưa phải là Bạch Nham. Vân nhai gật đầu, được, ta đưa ngươi đến núi Thiên Ngu. Dung tử du tự mình nêu ra ý kiến, Bạch Doanh Chi không còn lý do phản bác, nhưng nghe được tên Sĩ Hoàng nàng vẫn có chút trần chờ. Sĩ Hoàng tuy là trưởng bối hàng thái tổ của Bạch Doanh Chi và Bạch Nham, nhưng xưa nay không có quan hệ qua lại gì với Đông Hải. Việc hắn nhập ma bạch doanh chi cũng có nghe nói, năm đó văn thù Bồ Tát tự trách mình không biết quản giáo, làm cho xí hoàng hạ giới tác loạn làm hại thiên hạ. Bạch Doanh Chi khi đó cũng mới chỉ là một tiểu cô nương không quan tâm gì đến chuyện bên ngoài, này nghĩ đến trong lòng lại thấy không yên. Lòng tộc xưa nay kiêu ngạo, sao lại sinh ra hai kẻ điên như Xí Hoàng và Bạch Nham chứ? Vân Nhài dẫn Dung Tử Du đến núi Thiên Ngô, Bạch Doanh Chi cũng đi theo nàng lớn như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên rời khỏi đông hải bột hải đi khắp nơi đáy lòng có vài phần hương phấn nhưng chính nàng không kịp phát hiện về sau quay về long cung mới càng cảm thấy nhàm chán trên đường dung tử du thương lượng cùng bọn họ cho hắn về nhà nhìn cha mẹ trước cáo biệt bọn họ một câu vân nhai phản đối thẳng thừng ngươi về nhà thấy cha mẹ rồi thì có đi được nữa không dung tử du bị hắn hỏi vặn lại như vậy thì thấy khó xử Mẹ thỉnh thoảng hung dữ với hắn nhưng cũng cực kỳ yêu thương hắn, nếu hắn về nhà nói muốn xuất gia tu đạo một đi không trở về, mẹ chắc chắn sẽ khóc đến choáng váng, đến lúc đó hắn muốn chạy cũng không kịp, lại không thể hạ quyết tâm được. Cha rất nghiêm khắc, nhưng tình cảm cha con trong lòng cũng rất sâu sắc, hắn mà đi sẽ làm cho ông đau lòng. Nhưng nếu không quay về nói một tiếng, trong lòng hắn cũng không chịu nổi. Sắp đến núi Thiên Mưu, Dung Tử Du mới hạ quyết định cuối cùng, dùng ký linh thuật từ biệt cha mẹ chỉ cần hắn tu đạo có chút tiến triển sẽ nhân cơ hội trở về thăm bọn họ cho đến khi nào cha mẹ trăm tuổi về trời sẽ chuyên tâm bế quan tu luyện núi thiên ngu trải qua trận chiến với thiên khê đã bị hư tổn nặng nề một cơn mưa máu một trận đại chiến linh khí trên núi loãng đi rất nhiều kết giới của từ hư nguyên quân cũng bị phá thanh bành nếu không phải còn thanh vũ ở lại trong núi tu hành tạo lại kết giới một lần nữa thì dân chúng bình thường cũng có thể tìm đến nơi này vào núi chơi Thành Vũ nhìn thấy Dung Tử Du thì vô cùng khiếp sợ, Xí Hoàng lại bình thản hơn nhiều. Bạch Doanh chi thấy Xí Hoàng cũng không biết nên xương hô như thế nào, có chút xấu hổ. Xí Hoàng lại không ngại, mỉm cười cho qua. Vân Nhai giải thích mọi chuyện một phen, Thành Vũ nhìn Dung Tử Du lộ ra vẻ mặt phiền muộn, thở dài, không thể ngờ được ngươi và trường Quỳ Ly đã trải qua nhiều sinh tử như vậy lại vẫn không thể khổ tẫn cam lai. Thành Vũ nhìn về phía Xí Hoàng, lại thở dài một tiếng. Bọn họ ở trong núi 20 năm, lấy tư chất cùng với linh lực vốn có của nữ hoa trong cơ thể thanh vũ, muốn ngộ ra đạo pháp từ hư nguyên quân lưu lại không khó cũng không mất nhiều thời gian. Nay mặc dù khuôn mặt và bộ dạng thanh vũ không chút thay đổi nhưng đã không còn là tiểu nha đầu không hiểu gì ngày trước nữa. Rất nhiều chuyện sĩ hoàng không nói, nàng cũng tự hiểu ra được một chút, ví dụ như rốt cuộc nàng là ai. Trong 20 năm, tòng tố đến thăm bọn họ hai lần, đổ tiền cũng đã tới 7-8 lần, thời gian còn lại rất là yên tĩnh. Xí Hoàng không thích huyên náo, nơi núi sâu rừng thẳm này rất thích hợp với hắn, Thanh Vũ cũng đã quen ở bên Xí Hoàng, nơi này và núi tuyết Tây Lĩnh kỳ thực không khác nhau là bao, nàng cũng cảm thấy không rời núi cũng chẳng sao, thế giới phồn hoa bên ngoài không liên quan gì với nàng, nơi nào có Xí Hoàng nơi đó chính là nhà của nàng. Về phần lúc trước vì sao Phong Hy lại tạo ra Thanh Vũ, sợ rằng cũng chỉ có một mình Phong Hy biết đáp án. Để dung từ du lại, Vân Nhai coi như hoàn thành nhiệm vụ, chỉ đợi Bạch Nham tu thành chính quả phi thăng lên cửu trọng thiên đánh thức Du Giao, nỗi băn khoăn của hắn cũng được hóa giải. Bạch Doanh Chi không thể bỏ bê công việc ở Đông Hải và Bột Hải, bất đắc dĩ không thể ở lại với Dung Tử Du, chỉ đành yếu ớt về Đông Hải, 10 năm sau mới có cơ hội chuồn ra tới thăm hắn một lần. Khi Vân Nhai đến Dung ra báo tin cho nhị lão Dung ra thì gặp Tòng Tố, nói cho hắn Dung Tử Du ở núi Thiên Ngô, sau đó Tòng Tố gần như năm nào cũng lên núi Thiên Ngu một chuyến, thứ nhất là bái phòng cố nhân, quan trọng hơn là giảng Phật Pháp cho Dung Tử Du, sợ xí Hoàng không cẩn thận dạy Dung Tử Du thành ma. Mười mấy năm đầu Dung Tử Du mới vào núi Thiên Ngu vẫn về nhà vài lần, đến khi nhị lão Dung ra lần lượt quy tiên thì không trở về nữa. Sau này khi có được đạo hạnh nhất định, thường một lần bế quan là năm 60 năm liền. Càng tu luyện hắn càng hiểu ra mình rốt cuộc là ai, càng nóng vội đưa nguyên thần trở về, cũng càng lo lắng ly du giao ở Tây Thiên ra sao rồi. Hắn muốn từ người phàm tu thành thượng tiên quả thật là gánh nặng đường xa. Nhưng sĩ hoàng dạy hắn một biện pháp đầu cơ trục lợi, hắn chỉ cần tu luyện đúng phương pháp, có thể làm cho nguyên thần rời khỏi thân thể này tiến vào thân thể vốn có của Bạch Nham là có thể tìm về trí nhớ lúc trước, khôi phục một chút pháp lực. Đến lúc đó lập tức lên Tây Tiên tìm du dao, để ý tới ý chỉ của Ngọc Đế nhiều như vậy làm gì chương 77, trời đất vô tận. Lần cuối cùng Dung từ Du bế quan ở núi Thiên Ngu kéo dài suốt 78 năm, Thanh Vũ và Sĩ Hoàng từng hoài nghi có phải hắn đã chết đói ở xó xỉnh nào trong sơn động rồi không, chờ hắn xuất quan Thanh Vũ cảm thấy mình sắp mọc nấm. Sĩ Hoàng nói, kệ hắn đi, lúc này sợ rằng không tu được nguyên thần rời khỏi thân thì hắn sẽ không chịu ra đâu. Thanh Vũ thở dài, không phải huynh nói chuyện gì cũng phải từ từ không được nóng vội sao hắn là thân thể phàm thai không thể so với trước kia, cho dù thiên tư cao, căn cốt tốt, cũng phải năm 600 năm mới tu được thành tiên. Hắn tự ép mình như vậy sợ là không tốt. Xí Hoàng nhìn Thanh Vũ cười cười, ôn hòa hiếm thấy, hắn ở núi Thiên Ngô càng lâu, Ly Du Giao phải ở Tây Thiên càng lâu, trong lòng hắn sốt ruột cũng bình thường. Tuy rằng hắn là dung tử du không phải bạch nham, dù đã biết chuyện quá khứ cũng vẫn không thể nhớ lại, nhưng trí nhớ này đối với hắn không đơn giản chỉ là một câu chuyện cũ. Nguyên thần của hắn là Bạch Nham, tình cảm đã ăn sâu vào máu thịt này không thể hoàn toàn quên đi được. Thành Vũ câu hiểu câu không gật đầu, nói ý huynh là dù cho hắn là Bạch Nham hay là Dung Tử Du, hắn vẫn yêu trưởng Quầy Ly. Xí Hoàng gật đầu, nhìn Thanh Vũ đột nhiên lại cảm thấy hoảng hốt. Thanh Vũ có một phần linh hồn của Phong Hy, vậy người trong lòng nàng là ai? Có lẽ hắn không nên nghĩ nhiều, lâu như vậy rồi Thanh Vũ chưa từng rời xa hắn trong phạm vi 50 trường, cho dù nàng có phải phân thân của Phong Hy hay không, nàng chính là Thanh Vũ mà không phải Phong Hy, tội gì phải vì chuyện từ ngàn năm trước mà phiền não không ngớt. Nay như vậy cũng rất tốt, nếu có một ngày nàng bỗng nhiên hiểu ra rốt cuộc trong lòng mình yêu ai, hắn dù không nỡ để nàng rời đi nhưng vẫn sẽ thành toàn cho nàng. Dù sao nàng không phải Phong Hy. Có khi Sĩ Hoàng cũng sẽ suy nghĩ rốt cuộc cảm giác của mình đối với Thanh Vũ là gì, nhiều năm như vậy đã sớm lẫn lộn không rõ. Có lẽ hắn đang chờ tình cảm của Thanh Vũ, có lẽ hắn không biết đã vứt bỏ chân tình của mình đi đâu, lại có lẽ bọn họ đều đang đợi thời gian cho bọn họ đáp án, chờ một cơ hội nở hoa kết quả, may mà bọn họ còn nhiều thời gian. Đang lúc Thanh Vũ và Sĩ Hoàng sắp quên mất trong núi còn có một người tên Dung Từ Du thì hắn lại xuất quan vẻ ngoài của Thanh Vũ và Sĩ Hoàng không già không thay đổi là vì họ không phải người phàm. Mà dung tử du hai ba mươi năm đầu theo tuổi tác tăng lên cũng dần dần già đi, sau này nhờ đạo hạnh dần trở nên cao thâm mà có thể duy trì dung mạo không thay đổi. Lúc này xuất quan, hắn lại khôi phục bộ dáng hai mươi tuổi, làm cho mắt thanh vũ sáng ngời, mở miệng liền gọi hắn là Bạch Nham. Dung tử du xấu hổ cười cười, gần ba trăm năm rồi hắn vẫn không quen bị gọi là Bạch Nham hắn nghĩ dù thế nào hắn cũng không phải Long Thái Tử, không có linh lực thiên phú của Bạch Nham, không có thân phận tôn quý của hắn, cũng không có kiêu ngạo ứng Long nên có, hắn quá mức bình thường. Thành Vũ, Xí Hoàng, ta muốn về Đông Hải. Sau khi Dung Tử Du xuất quan câu đầu tiên chính là từ biệt. Xí Hoàng gật đầu, đi đi, không tiễn. Thành Vũ nhìn Xí Hoàng, có chút luyến tiếc nói với Dung Tử Du, mau đi tìm trường quầy ly đi, lần sau đưa nàng ấy đến thăm chúng ta nhé. Dung tử du gật gật đầu, được. Hắn nghĩ, nếu hắn trở về làm bạch nham sau khi tìm được du sao hắn muốn lấy nàng. Đây là chuyện ngay cả nằm mơ hắn cũng suy nghĩ. Lần sau, hắn có thể mời Thanh Vũ và Sĩ Hoàng đến uống rượu mừng của bọn họ. Rời khỏi núi Thiên Ngu, Dung tử du đến thẳng Đông Hải. Hai chân bước trên mây, hắn không khỏi cười nhạo chính mình. Dung tử du trước kia ngoại trừ sống phóng túng đâu nghĩ ra được cái gì khác, nay quả thật có quá nhiều điều bất ngờ. Hắn lại vì một người làm cho trái tim mình mơ hồ đau đớn mà tu luyện pháp thuật 300 năm, mà người kia thật ra chính hắn lại chưa bao giờ gặp. Lúc trước Bạch Nham yêu nàng sâu đậm đến mức nào, mới có thể khiến cho hắn ép mình cam tâm chịu đựng 300 năm tịch mịch cô độc, toàn tâm toàn ý tu đạo. Hắn còn chưa bao giờ hoài nghi mình sẽ không chịu nổi mà bỏ cuộc, nghĩ lại thật sự làm cho hắn không khỏi cảm khái. Đến vách đá gần Đông Hải, Dung từ Du ngoài ý muốn gặp được một người. Vân Nhai, sao ngươi lại ở đây? Dung tử du nghĩ rằng hắn vừa xuất quan liền về Đông Hải, không lý nào Vân Nhai lại biết nhanh như, còn đi trước một bước chờ hắn ở đây. Vân Nhai không trả lời câu hỏi của Dung tử du, chỉ nói, 300 năm, ngươi đã làm cho du giao chờ quá lâu rồi, mau trở về Long Cung đi. Dứt lời, Vân Nhai hóa thành xương khói nháy mắt tan theo gió. Dung tử du cũng bất chấp Vân Nhai bị làm sao, thả người nhảy vào Đông Hải thủ vệ lính tôm tướng của quanh Long Cung nhận thấy có người xâm nhập nên đã chuẩn bị trận địa sẵn sàng đón địch, nhưng nhìn thấy dung tử du họ liền sừng sốt. Đây không phải thái tử ra nhà bọn họ sao? Không phải thái tử bị nhốt đánh vào luân hồi rồi sao? Đã 800 năm không trở về Đông Hải, sao bỗng nhiên lại xuất hiện? Tránh ra, dung tử du gầm lên một tiếng, đám binh tướng theo quán tính lập tức lui ra nhường đường cho hắn. Đến cửa Long Cung, đi ra nghênh đón hắn là Bạch Doanh Chi. Đại ca, Bạch Doanh Chi thấy hắn trở về, vui mừng trong lòng không lời nào có thể diễn tả hết, mà Dung Tử Du vẫn không quen, chỉ giật giật khóe miệng miễn cưỡng cười, nói đưa huynh đi tìm thân thể Bạch Nham đi. Bạch Doanh Chi gật đầu, đưa hắn tới phòng Long Thái Tử Đông Hải, lại nói với hắn, từ khi huynh vào luân hồi, phụ vương vẫn buồn giàu không vui, gần như ngày nào cũng ở trong phòng huynh uống rượu, giờ sợ rằng ông ấy đã uống say khướt. Dung tử du không biết đáp lại như thế nào chỉ có thể tiếp tục im lặng. Long vương Đông Hải là cha Bạch Nham, cũng là cha của hắn kiếp trước, nhưng hắn hoàn toàn không nhớ, thật sự rất khó hình dung ra mối liên hệ thân thích giữa họ. Đi theo Bạch Doanh Chi vào Long Cung, dung tử du hết nhìn đông lại nhìn tây, nhìn đâu đâu cũng là lầu các tráng lệ xa hoa, san hô, cát trắng, trên cột đá khổng lồ được khảm rất nhiều bảo thạch kỳ lạ. Tất cả đều làm cho hắn ngạc nhiên không thôi, nhưng thật ra cũng không có cảm giác quen thuộc, có lẽ là hắn làm người phàm quá lâu rồi. Long thái tử Đông Hải có cung điện riêng, nhưng Bạch Nham rời đi đã lâu nên nơi này vô cùng lạnh lẽo. Hơn nữa Long Vương vì con mà buồn rầu, không cho phép ai quấy rầy, nơi đây càng thêm yên ắng trống trải. Dung Tử Du cuối cùng cũng gặp được thân thể Bạch Nham một mình khác. Hắn nằm trên giường ngọc thạch ngủ vô cùng an bình. Long Vương bên cạnh say nằm dựa lên bàn bạch doanh chi đánh thức long vương khẽ nói phụ vương đại ca đã trở về long vương nhìn thấy dung tử du thì vô cùng khiếp sợ rụi rụi mắt lại lắc lắc đầu thì thào hỏi đã trở về thật sự đã trở về bạch doanh chi gật đầu đã trở về phi nhi lão long vương lảo đảo bước đến trước mặt dung tử du gọi hắn phi nhi hắn biết long thái tử tên bạch lạc phi sau khi chịu cực hình thần diệt trốn xuống nhân giới mới dùng tên giả là bạch nam nhưng hắn không quen tên bạch nham này lại càng khó quen tên bạch lạc phi long vương thấy dung tử du không được tự nhiên quay đầu nhìn thoáng qua bạch nham trên giường lấy lại bình tĩnh nói với bạch doanh chi doanh chi dìu ta trở về nghỉ một lát bạch doanh chi lên tiếng đưa tay đỡ lấy long vương trước khi đi không quên nhìn dung tử du một cái cuối cùng trong phòng chỉ còn lại dung tử du và bạch nham nhìn cơ thể giống mình như đúc dung tử du lo sợ không yên hắn và hắn không coi là cùng một người đúng không? Hắn là Dung Tử Du. Bạch Nham dường như đang ngủ, hắn nghĩ hẳn là đang ngủ say ở sâu trong linh hồn của hắn. Khi nguyên thần hắn rời khỏi thể xác Dung Tử Du trở lại trong thân thể Bạch Nham, Bạch Nham có thể sống mà hắn sẽ chết đi. Làm gì có người phàm nào có thể sống 300 năm? Làm gì có người nào sống 300 năm không có ba hồn bảy vía mà còn không tan thành mây khói. Dung Tử Du cười thê lương hắn chuyên tâm khổ tu 300 năm lúc này mới phát hiện mình là tới chịu chết. Thật ra làm dung tử du không có gì không tốt, mặc dù không phải long thái tử, không có linh lực trời sinh, nhưng 20 năm cuộc sống trước đây của hắn vẫn rất vui vẻ hạnh phúc. Có cha mẹ thương, có huynh đệ yêu, cũng có duyên khác phái. Nhưng chỉ có trái tim đang đập trong lồng ngực là thiếu một người hắn yêu, khiến cho hắn cảm thấy mình không hoàn chỉnh như thiếu cánh tay hay gãy cai chân vậy khổ tu, tu luyện bằng một cách khắc khổ lặp đi lặp lại để gia tăng tu vi. Ngồi khoanh chân đối mặt với giường ngọc thạch, dung tử du nhìn bạch nham một lần cuối cùng. Đợi hắn trở thành bạch nham, nên như đối xử với dung tử du thế nào? Một giấc mơ sao? Hơi thở trên người dung tử du dần dần biến mất, nhắm mắt lại lâm vào tĩnh tư, tập trung tinh thần nhả ra nguyên thần nội đan. Nguyên thần màu lam kia giống như có cánh vội vàng trở về với thân thể vốn có nó sảng khoái từ bỏ thân thể dung từ du đã ở nhờ 300 năm, để thân thể hắn dần dần hóa thành bụi màu trắng không lưu lại gì. Bạch Nham mở mắt ra, thở ra một hơi, cảm thấy thân thể thật nặng nề. Dù sao cũng đã ly hồn 300 năm không động đẩy, luôn có chút không quen, nhưng đầu óc hắn vô cùng rõ ràng, thậm chí còn nhớ rõ suy nghĩ cuối cùng của dung tử du trước khi nhắm mắt. Nằm ở trên giường nhìn vào khoảng không, làm người phàm 300 năm, quả thực có chút như mộng như ảo nhưng hắn biết dung từ du chính là bạch nham hắn tuyệt đối không phải chỉ là một giấc mơ chờ tay chân có thể hoạt động linh hoạt bạch nham xoay người xuống giường bước ra khỏi phòng tìm theo khí của long vương và bạch xoanh chi khi long vương nhìn thấy bạch nham từ xa đi tới ông biết con trai mình thật sự đã trở lại phụ vương bạch nham cung kính quỳ xuống trước mặt lão long vương dập đầu thật mạnh con trai bất hiếu long vương thở dài một lúc lâu sau mới nói quả thật là bất hiếu mau mau đi đón con dâu ta về muốn ta chờ bao lâu nữa mới được ôm cháu đây bạch nham và bạch doanh chi nghe long vương nói vậy đều trợn tròn mắt ông già cổ hủ nghiêm khắc nhà mình cũng biết nói đùa rồi sao khụ khụ lão long vương ho khan một tiếng đừng cho là ta nói đùa đây là chuyện nghiêm túc lão già ngọc đế bắt nạt nhà chúng ta cũng bắt nạt đủ rồi vì một tảng đá rách mà muốn mạng con ta hai lần cho rằng ta nhịn không nói tức là ta không biết cáo sao. Long Vương nói rất kích động, ngay cả dâu cũng dựng lên. Bạch Nham và Bạch Doanh Chi nhìn nhau, thật sự là... Thật sự là không biết nói gì cho phải. Long Vương nhìn Bạch Nham và Bạch Doanh Chi còn đang mắt to chừng mắt nhỏ, thông minh mạnh mẽ hồi nhỏ đều không thấy đâu nữa, hừ một tiếng, nói, thừa nhi vì thiên khê đã hao tổn không ít đạo hạnh, muốn tu thành ứng Long không biết phải bế quan bao lâu nữa. Long Cung không thể không có ai quản, doanh chi con ở lại. Phi Nhi lập tức đến Tây Thiên, bên lão già ngọc đế kia có phụ vương chống cho con. Đi, mau đi đi. Câu cuối cùng, Long Vương gần như đã giống lên, Bạch Nham giật mình sau đó chân như được bôi dầu vội vàng rời khỏi Long Cung, chỉ để lại một tiếng thật dài, vâng. Lòng vương nhếch khóe miệng cười gượng hai tiếng, ngọc đế, cơn tức này lão đã nghẹn 800 năm, lần này tuyệt đối không nhượng bộ để lại bạch soanh chi, Long Vương cũng rời khỏi Đông Hải. Chẳng qua không phải lên cửu trọng thiên, mà là tới núi Bình Đình. Bạch Nham trên đường đến Tây Thiên trong lòng như rời sông lấp biển, không chỉ có hương phấn, khẩn trương, chờ mong, cũng có đau lòng. Vân Nhai nói không sai, hắn đã để du giao chờ quá lâu. Lúc trước hắn tự thân khó bảo toàn ngay cả một câu từ biệt cũng không có. Hắn không dám tưởng tượng lúc nàng tỉnh biết hắn đã luân hồi sẽ có phản ứng thế nào, nhưng hắn biết trong lòng hắn có bao nhiêu không nỡ bao nhiêu đau đớn bao nhiêu dẫy dụa thì trong lòng nàng nhất định cũng không kém một phần chẳng qua hắn chỉ bị tra tấn một canh giờ liền quên đi tất cả mà nàng lại phải một mình chịu đựng vân nhài nói nàng hóa thành một tảng đá hắn không biết nên vui mừng hay nên vô cùng đau đớn có phải hóa thành tảng đá nàng sẽ không còn đau khổ nữa hay không có thể lặng lẽ chờ hắn trở về hay không lúc bị bắt vào luân hồi hắn đã nghĩ có phải nàng uống nước phong xuyên quên hắn sẽ tốt hơn hay không nhưng hắn ích kỷ hắn không muốn nàng quên mình vì thế đã giao cốt tiêu cho cửu thiên huyền nữ hắn thực tàn nhẫn với nàng rõ ràng là yêu nàng như vậy nhưng cũng sợ mất nàng hắn không đành lòng cũng không dám bảo nàng chờ hắn trở về cho nên chỉ để lại cốt tiêu mà không nói một câu nếu nàng lựa chọn quên hắn hắn cũng đành chấp nhận nhưng ít ra bên người nàng trước mắt nàng trong cuộc sống của nàng sẽ lưu lại một chút bóng dáng của hắn, mặc dù nàng không nhớ hắn. Này hắn đã trở lại, hắn đã trở lại, bọn họ tuyệt đối sẽ không bao giờ rời xa nữa. Sau khi đến Tây Thiên, Bạch Nham phát hiện không thấy hơi thở của Du Giao. Trong lòng hắn căng thẳng, Du Giao nhất định ở Tây Thiên, nhưng không có hơi thở của nàng nghĩa là nàng đã bước vào cảnh giới hỗn độn. Vậy hắn phải làm thế nào mới tìm được nàng? Ngay lúc Bạch Nham không biết phải làm sao, Văn Thù Bồ Tát bỗng nhiên hiện ra. Bạch Nham vốn muốn tránh, nhưng lại thấy Văn Thù Bồ Tát gọi, "Long thái tử định đi sao? Không định gặp Phiên Hồng Nguyên Quân một lần sao?" Lời này của Văn Thù Bồ Tát làm cho Bạch Nham dừng lại, giải chú ẩn thân, sửa sang qua loa quần áo, cúi chào Văn Thù Bồ Tát, "Bồ Tát. Long thái tử mời theo ta." Văn Thù Bồ Tát dường như cái gì cũng đã biết, không chỉ biết Bạch Nham sẽ đến, còn biết nghi hoặc trong lòng hắn, nói với hắn Nguyên quân vốn đến tu Phật rửa sạch ma tính lệ khí trên người, nhưng nguyên quân tiên phú hơn người không cần một khác đã lĩnh ngộ cảnh giới hỗn độn, đương nhiên đã siêu thoát tam giới, cho nên có thể rời đi sớm. Lòng thái tử cũng không cần đề phòng như thế, nơi đây là Tây Tiên không phải là thiên đình. Bạch Nham gật đầu, Tây Tiên không phải thiên đình, tức là Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không thể làm gì đám hòa thượng Bồ Tát Phật Tổ này, rất tốt. Văn thủ Bồ Tát dẫn Bạch Nham tới xương phòng, mỉm cười với hắn rồi xoay người rời đi, để Bạch Nham tự mình đẩy cánh cửa kia, gặp người hắn cuồng si lưu luyến 300 năm. Bạch Nham hít vào một hơi thật sâu, siết chặt bàn tay đầy mồ hôi mới có dũng khí đẩy cửa vào. 300 năm, trong xương phòng này dường như chỉ qua một khắc, tất cả mọi vật đều như cũ, bao gồm bình nước phong xuyên bị Ly Du Dao ném vỡ. Bạch Nham nhìn người đá ngồi ngay ngắn trên đệm hương bồ, trong tay nàng nắm chặt cây cốt tiêu hắn để lại. Trên mặt nàng hình như có một giọt lệ, khóe môi nàng dường như lại hơi mỉm cười. Trong lòng hắn biết, người làm cho nàng đau lòng, làm cho nàng hạnh phúc, làm cho nàng yêu say đắm đều chỉ có hắn. Nhưng hắn lại rời khỏi nàng 300 năm, để mình nàng tại nơi này 300 năm. Hắn muốn lao đến ôm chặt lấy nàng, nói hết hối hận và tưởng niệm trong lòng hắn, nói vạn lần xin lỗi, chỉ cầu xin nàng đừng giận hắn mà ra đi không lời từ biệt. Nhưng chân hắn lại giống như mọc rễ mỗi một bước đều cực chậm cực nặng cực khó khăn. Khi hắn thật sự đi tới trước mặt nàng, run rẩy vươn tay, cổ hắn như bị người ta bóp nghẹt, không chỉ không nói nên lời mà ngay cả âm thanh cũng không phát ra được. Trong lòng vô cùng đau đớn, như một con dao nhọn đâm vào ngực, máu chảy đầm đìa. Cộp một tiếng bạch nham quỳ gối trước mặt ly du dao, đưa tay cầm hai tay nàng, nghẹn ngào gọi nàng du dao. Giống như khi Bạch Nham ở núi Đại Tuyết tiến vào cảnh giới hỗn độn, có thể đánh thức du sao chỉ có Bạch Nham đã từng dung hợp nguyên thần với nàng. Giọng nói của hắn, độ ấm trong tay hắn chính là ánh sáng trong thế giới hỗn độn của nàng, dẫn nàng trở về. Xa cách 300 năm, ly du sao rốt cục chậm rãi nâng mí mắt lên, giọt lệ trên gương mặt tách một tiếng rơi trên mờ u bàn tay Bạch Nham. Hắn mừng rỡ như điên nhìn nàng, trong mắt tràn đầy kích động. Ly du sao kinh ngạc nhìn người trước mắt, cảm thấy mình còn đang nằm mơ một khắc trước nàng mới phát hiện hắn bỏ nàng mà đi, giờ khắc này hắn đã xuất hiện trước mặt nàng. Nàng có phải đã nhớ hắn đến điên rồi hay không? Dù sao, một bàn tay bạch nham cầm tay nàng, tay kia thì lau đi nước mắt trên mặt nàng, giọng nói êm ái, xúc cảm dịu dàng đều đang nhắc nhở ly dù dao nàng không phải đang nằm mơ. Nước mắt làm mơ hồ tầm mắt của nàng, khiến nàng không nhìn rõ người trước mắt. Nàng cuốn quýt lau nước mắt, sợ trong lúc mở ảo đó hắn sẽ lại biến mất. Bạch Nham đứng lên, kéo theo Ly Du ra ôm nàng vào trong lòng, cúi đầu hôn thật sâu lên môi nàng. Hắn thật sự đã trở lại, lần này thật sự đã trở lại, thật sự sẽ không rời khỏi nàng nữa. Bích Vân Lăng Tiêu, trên cửu trọng thiên, Ngọc Hoàng Đại Đế và Vương Mẫu Nương Nương đối mặt Long Vương Đông Hải và cửu thiên huyền nữ, trên mặt đều có vẻ xấu hổ. Bốn người nhìn nhau một lúc lâu, rốt cục Long Vương mở miệng trước, Ngọc Đế, năm đó con ta tư luyến phàm trần, sau khi trộm đá vô sắc, ngài đã bắt nó chịu cực hình thần diệt ta cũng không thể nói gì hơn. Nó vì trốn trừng phạt hủy thần hình mà dùng phân thân thế thân, trốn xuống nhân gian hơn 500 năm, cũng là nó không đúng. Ngài hạ lệnh đưa nó nhập luân hồi tu lại tiên đạo, ta cũng không bênh một câu. Bây giờ nó tu hành đắc đạo chưa trải qua thiên kiếp đã lén đến Tây Thiên chỉ vì nha đầu nhà Huyền nữ, lại vi phạm thiên luật. Không biết dạy con là lỗi của cha, ta làm cha thấy nó hai lần chịu hình đau đớn trong lòng khó có thể nói nên lời, nhưng lúc này đây ta không thể tiếp tục khoanh tay đứng nhìn. Ngọc Đế và Vương Mẫu nhìn Long Vương đưa tay áo gạt nước mặt, trong lòng trột dạ, không nói được gì. Long Vương không biết sao có thể làm ra bộ dáng nước mắt tung bay này, tiếp tục nói con ta chẳng qua là muốn lấy vợ, thiên ra các người sao lại không ngừng trừng phạt nó. Chớ nói nó phạm lỗi đều đã nhận được bài học, dù nó thực sự phạm vào thiên quy giới luật nhưng tình cảm quên cả sống chết kia cũng nên khiến trời đất cảm động chứ. Xin Ngọc Đế Vương Mẫu nể tình phần cố chấp này của nó mà thành toàn cho con ta. Lòng Vương nói lời này thật đau khổ cảm động, còn thiếu nước trực tiếp quỳ xuống. Ngọc Đế và Vương Mẫu ngượng ngùng không nói được gì, nhưng Ngọc Đế từng hạ chỉ, nếu Bạch Lạc Phi không thể kết thúc tình yêu tu thành chính quả sẽ phải chọn đời luân hồi, không thể nhập thiên đình. Nếu Ngọc Đế đồng ý với thỉnh cầu tứ hôn của Long Vương, không phải tự cho mình một bạt tai sao? Chuyện lật lọng này, Ngọc Đế sao làm được? Đang do dự, cửu thiên huyền nữ lại tiến lên một bước, nhìn chằm chằm Ngọc Đế và Vương Mẫu, chỉ nói hai câu, nhà đầu nhà ta cố chấp, nếu không có Long Thái Tử nó lại biến trở về làm tảng đá cho xem. Nếu nó quyết tâm phải gả, vậy Long Thái Tử nhất định phải lấy. Ai dám cản trở, ta sẽ không để yên dứt lời phẩy tay áo bỏ đi để ngọc đế và vương mẫu ngạc nhiên nhìn nhau lòng vương lau nước mắt thở dài ai đứa nhỏ này thật sự là mệnh khổ lòng vương tây hải đã được ôm cháu ta thấy con dâu chắc chắn ở ngay trước mắt lại phải ngóng trông nó đến tây thiên tu phật đã tu còn tu thành tảng đá ai ngọc đế bị long vương vừa khóc vừa thở dài bị huyền nữ giận dữ phẫn nộ khiến cho vô cùng đau đầu Mặc dù trong lòng biết Long Vương và huyền nữ đều đang giả vờ, Long tộc làm gì có nước mắt. Nhưng dù thế nào cũng phải giải quyết một cách thích đáng. Ngọc Hoàng Đại Đế hơi hơi nghiêng người thì thầm với Vương Mẫu, nàng xem việc này giải quyết sao bây giờ. Vương Mẫu thở dài, nói nhỏ, Ngọc Đế, Long Vương Đông Hải là đang khóc tố, nếu ngài không để ý sợ rằng cả Long tộc sẽ làm khó ngài. Còn nhớ rõ chuyện hồ tộc 1.600 năm trước không? chẳng lẽ muốn long tộc cũng làm phản sao nói đến hồ tộc lúc trước nếu không phải có cha mẹ ly du giao anh trai và chị dâu huyền nữ liều mình cứu ngài không biết chừng bây giờ ngài đã chẳng ngồi ở đây bây giờ huyền nữ đã nói đến mức đó ngài muốn đeo danh hãm hại trung lương sao rất lời còn quăng cho ngọc đế một ánh mắt lúc trước sớm tứ hôn không phải không có chuyện gì rồi sao nói đến đây vương mẫu chỉ có một ý ngài chấp nhận đi Ngọc Đế bi thương than thờ cúi đầu suy nghĩ, bên kia vương mẫu nhíu mày cho Long Vương một ánh mắt, làm tốt lắm. Cuối cùng, kim khẩu của Ngọc Đế cũng mở, Long Thái tử Đông Hải Bạch Lạc Phi và huyền điểu phiên hồng nguyên quân Ly Du Giao, mặc dù từng đi sai bước nhầm, nhưng cũng đã lấy công chuộc tội, tẫn trừ nghiệp chướng. Niệm tình tình yêu cảm động trời đất tam giới, đặc biệt thứ hôn cho hai người. Ly Du Giao và Bạch Nham cuối cùng có thể khổ tẫn cam lai đã có ý chỉ của Ngọc Đế từ nay trên trời dưới đất không ai có thể, càng không ai dám chia rẽ hai người bọn họ. Nhưng việc này còn chưa xong. Ngọc Đế hạ chỉ tứ hôn, hôn sự của bọn họ đương nhiên phải tổ chức thật long trọng. Nhưng Huyền nữ và Long Vương lại vì vấn đề tổ chức tiệc mừng ở đâu mà tranh chấp không ngừng, Đông Hải hay là núi Bình Đình. Cửu Thiên Huyền nữ và Đông Hải Long Vương, hai người này cộng lại cũng gần hai vạn tuổi, lại vì chuyện này mà tranh chấp đến cùng giáp mặt không nói được hai người đều tự dẹp đường hồi phủ dứt khoát dùng ký linh thuật trao đổi gần như hôm nào cũng phải ẩm ý hai ba lần lão long vương tính tình nóng này thần phật khắp trời đều biết mà huyền nữ nương nương nói một không nói hai cũng không ai không hiểu vì hôn sự này còn liên quan đến vấn đề mặt mũi của hai người lì du giao âm thầm thở dài tiếp tục ẩm ý như vậy khi nào nàng mới có thể gả đây bạch nham dường như hiểu tâm sự của nàng cười hỏi, sao vậy, vội vã muốn gả cho ta à? Ly Du Dao liếc trắng mắt, không để ý tới hắn. Nàng phát hiện chiêu này hữu dụng hơn đấu võ mồm với hắn. Từ sau khi bọn họ chia xa 300 năm, Bạch Nham sợ nhất là Du Dao không để ý, hờ hững với hắn, sợ rằng quay người lại liền mất bóng dáng của nàng. Lần này cũng thế, vừa thấy Du Dao không quan tâm đến hắn, hắn lập tức xị mặt, nàng không vội gả, nhưng ta vội lấy. Mặc kệ để ta quyết định. Ai, chàng kéo ta đi đâu? Chỉ một câu, Bạch Nham đưa du sao từ núi Bình Đỉnh xuống nhân gian, về Đan Thành. Nơi ở cũ 300 năm trước nay đã thay đổi hoàn toàn, đình viện chẳng chịt vô cùng tráng lệ. Tiệm quan tài ở Đan Thành vẫn mở cửa liên tục 300 năm, ngay cả Bạch Nham cũng không thể không tán thưởng đỗ tuyền được hắn chân truyền. Lừa đảo vô cùng chuyên nghiệp, không ngờ lừa dân chúng Đan Thành suốt 300 năm cứ nghĩ rằng chủ nhân nhà họ ly của tiệm quan tài này là một nhà giàu nào đó. Không chỉ có riêng tiệm quan tài làm ăn tốt, mà những cửa hàng khác cũng vô cùng náo nhiệt rực rỡ. Đan thành chỉ là một cái thành nhỏ, chủ nhân không thường xuyên đến, trạch viện ly phủ chỉ những ngày nghỉ hè nhàn nhã mới được sử dụng. Đỗ Tuyền và Chỉ Lan 300 năm thay đổi không ít bộ dạng, giả vờ làm người của Ly ra bảo vệ tiệm quan tài của Ly Du Giao và nhà của bọn họ điều này làm cho Bạch Nham và Ly Du Giao vô cùng cảm động. Hai ngày sau, thiếp cưới của Bạch Nham và Ly Du Giao được phát ra, hôn lễ của bọn họ được tổ chức ngay tại Đan Thành. Vì thế, vào một ngày nắng bình thường đến không thể bình thường hơn, rất rất nhiều tuấn nam mỹ nữ, người phú quý không biết từ đâu tập trung hết lại ở Đan Thành chúc mừng cho bọn họ. Trong đó không chỉ có Long Vương, Huyền Nữ, Long Tộc, Bộ Tộc Huyền Nữ, còn có không ít tiên gia. Bạch Tiêu thừa thuận lợi xuất quan, chuyện đầu tiên là đến uống rượu mừng. Điểm chết người là ngay cả Vân Nhai, Lục Cô Nương, Thanh Vũ và Xí Hoàng cũng đến. Đám thần tiên yêu ma này không ngờ lại vô cùng hài hòa, thật sự làm cho Ly Du Giao cả một ngày đều phải lo lắng đề phòng, sợ không may Vân Nhai lại chém thần quân, thượng tiên nào đó. Một buổi hôn lễ, bao nhiêu cố nhân lâu ngày gặp lại, trong lòng vừa mừng vừa lo vừa than thở vừa thổn thức. Dù sao và Bạch Nham không dám thả lỏng cảnh giác, ánh mắt luôn đảo qua đám người. Bọn họ nghe thấy lục cô nương gọi xí hoàng là sư phụ, thấy trong ánh mắt Bạch Doanh Chi nhìn Vân Nhai mang theo tức giận, còn một vài người một vài chuyện khác, một vài ký ức phủ đầy bụi. Dù sao ở trong đám khách nhìn thấy rực thánh chân quân viên hảo. Nàng nhìn hắn, hắn khẽ cười đáp lại. Trong lòng dù sao luôn cảm kích hắn ngày đó đã phá hủy phân thân nàng tạo ra mặc dù không đúng với thỉnh cầu lúc đầu của nàng nhưng hắn vẫn giúp nàng nếu lúc trước thật sự có một cô gái giống ly du giao như đúc còn yêu hắn sâu đậm xuất hiện trước mặt dung từ du sợ rằng hắn sẽ không có tâm tư tu đạo trong ngàn năm lịch sử của đan thành chỉ có ngày này náo nhiệt kỳ lạ một hôn lễ làm cho tất cả mọi người khiếp sợ sao có thể có nhiều người phú quý bức người hoặc tiên phong đạo cốt hoặc tuấn mỹ đến dự hôn lễ như vậy hôn lễ qua đi Ly Du Giao và Bạch Nham vô cùng ăn ý lựa chọn ở lại đan thành, nàng tiếp tục làm trường quầy nhàn hạ, hắn làm tôi tớ của nàng. Chợt có một ngày, không biết vì sao Đỗ Tuyền lại nhắc đến Tòng Tố. Bạch Nham và Du Giao nhìn nhau một cái, ra vẻ thần bí nói, hắn trở về nơi hắn nên về thôi. Hoàn Chính Văn chương 78, Ngoại truyện Thượng Gạch Chéo Đan Thành có một tiệm quan tài đã mở mấy trăm năm, đa số thời gian cổng sân vắng vẻ nhưng tay nghề sư phụ làm quan tài rất tốt tiểu nhị trong tiệm làm việc nhanh nhẹn tiệm quan này đã lâu đời có cảm giác như tường thành đan thành là dấu hiệu không thể thiếu của đan thành đan thành là một thành không lớn không nhỏ bình thường cũng không có chuyện gì đặc biệt xảy ra nếu muốn hỏi có chuyện gì có thể làm cho dân chúng đan thành đàm luận quá ba tháng vậy chỉ có một lễ cưới của ly phu mấy năm trước trưởng quầy ly đó là chủ nhân tiệm quan tài kia nghe nói ly thị của cải giàu có, lại ít khi quan hệ với những nhà giàu trong thành, rất thần bí. Nghe nói bữa tiệc cưới kia cũng không mời nhân sĩ nổi danh nào trong đan thành, ngay cả huyện lão gia cũng không nhận được tiếp cưới. Nhưng ngày hôn lễ ấy lại vô cùng long trọng, cửa ly phủ gần như bị đạp hỏng, không ai biết đám khách này từ đâu mà đến, rời đi như thế nào, luôn là một điều bí ẩn, một câu chuyện khiến dân chúng nói say sưa. Từ đó về sau, đầu đan thành mở một tiệm hì, chủ nhân vẫn là họ Ly. Trường Quầy là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, tiểu nhị trong cửa hàng gọi nàng là Trường Quầy Lan. Đỗ tuyển trông non tiệm quan tài, chỉ Lan vui vẻ học theo Ly Du sao mở cửa hàng hỉ. Bọn họ thật đúng là không có chút kiêm kỵ của người phàm, hỉ sự tang lễ đặt cùng nhau. Hai người này đều bận rộn công việc riêng, phủ to như vậy vô cùng im ắng quạnh quẽ. Bạch Nham nhẹ nhàng phe phẩy quạt đẩy cửa đi vào phòng. Dù sao, dậy đi, giờ đã qua giữa trưa rồi. Bạch Nham đi đến bên giường đầy ly du dao vẫn đang trùm chăn. Từ khi làm trường quỹ nhàn hạ, ly du dao càng ngày càng lười nhác, gần đây lại thích ngủ, thường ngủ quên cả giờ giấc. Du dao xoay người không để ý tới hắn. Bộc Bạch Nham thu quạt, cúi người nói bên tai trường quầy ly, mau dậy đi, ta vừa đi mua bồ câu nướng trần ký ở thành nam cho nàng, ăn một chút nhé. Dù dao giật giật bả vai, dầm gì nói, bồ câu. Tuy không thuộc tộc của ta, nhưng cũng là gia cầm biết bay, chàng thật quá độc ác, sao lại bảo ta ăn nó? Ha ha, Bạch Nham cười nói, là nàng từng nói nàng thích ăn, nhanh vậy đã ngấy rồi sao? Giờ lại biến thành ta không tốt. Ừ, dù sao lật người, Bạch Nham chàng ăn đi, ta buồn ngủ quá. Buồn ngủ, nàng đã ngủ hơn 12 canh giờ rồi, vẫn còn buồn ngủ. Bạch Nham có chút nghi ngờ, mỗi ngày ăn ngon ngủ ngon không đấu pháp không tính tu, vì sao nàng lại buồn ngủ. Dù sao vẫn nhắm mắt lại, thì Thảo nói, Bạch Nham, nằm với ta một lát đi. Bạch Nham thở dài, cởi áo khoác và giày chui vào ổ chăn đưa tay kéo Du Giao ôm vào trong lòng. Vừa mới ôm lấy nàng, nàng lại đẩy hắn ra, Bạch Nham, người chàng lạnh quá. Lạnh, bây giờ là tiết tam phục, nàng còn chê ta lạnh. Bạch Nham càng cảm thấy không ổn, lạnh nóng đối với bọn họ không có ảnh hưởng quá lớn, dù là ở hồ băng trên núi đại tuyết, lấy đạo hạnh của Du Giao cũng sẽ không cảm thấy lạnh, sao lúc này lại chê người hắn lạnh. Chính Ly Du Giao cũng cảm thấy kỳ lạ, gần đây không chỉ thích ngủ, còn rất tham ăn, hơn nữa thích ngọt, gần như hôm nào cũng bắt Bạch Nham ra ngoài mua bánh kẹo ngọt, điểm tâm linh tinh cho nàng. Ăn vào giường như không biết no là gì, ăn xong rồi gần như lập tức sẽ mệt dã rời càng làm cho Bạch Nham không vui là nàng không thích ôm hắn cùng hắn thân thiết, có đêm không biết sao lại phát cáu đuổi hắn ra khỏi phòng. Dù sao, không phải nàng bị bệnh đấy chứ? Bạch Nham hỏi như vậy nhưng chính hắn cũng cảm thấy lạ, nàng không phải thân thể phàm thai, sao có thể nhiễm bệnh? Trừ phi là trùng yêu pháp tà thuật, bằng không làm sao ta nhiễm bệnh được? Mà dù ta trùng yêu pháp tà thuật thật, vậy nhất định cũng là chàng hạ chú dù giào bất chấp cảm giác lạnh lẽo không thoải mái người hắn trên rúc vào ngực bạch nham ôm lấy hắn suốt ngày chỉ ở cùng chàng thế mà chàng còn muốn hại ta dù sao bỗng nhiên có thêm tính trẻ con lạ lùng này từ trước đã thích soi mói hắn nay lại càng trầm trọng thêm dường như làm cái gì cũng không thể làm cho nàng vừa lòng dù đã chiều nàng lên trời nàng cũng không cảm kích quả thực làm cho bạch nham giờ khóc giờ cười hắn vét sợi tóc hỗn độn bên thái dương nàng nhẹ nhàng hôn một cái hít một tiếng, thương nàng còn không kịp, ta sao lại hại nàng. Ừ, du dao dầu dĩ lên tiếng, đảo mắt đã lại ngủ mất. Bạch Nham ôm du dao nằm một lát, nàng ngủ rất say, nhưng Bạch Nham lại không ngủ được. Ban ngày ban mặt không làm gì chỉ ôm nhau ngủ, thật sự là rất nhàm chán. Nằm lâu Bạch Nham bất giác cũng có chút mệt mỏi, liền nhắm mắt lại thiếp đi. Khi tỉnh lại đã gần đến hoàng hôn, du dao trong lòng không xoay người lấy một cái vẫn ngủ yên như vậy. Bạch Nham đưa tay vuốt mái tóc dài của nàng, trong lòng cảm thấy thực an bình, những ngày như vậy mặc dù vô công dỗi nghề nhưng rất an nhàn, làm cho hắn thực thích, thật yên lặng cũng thật hạnh phúc. Giáng chiều dần dần nhạt đi, trời đã tối rồi, nàng lại vẫn ngủ. Bạch Nham lặng lẽ thở dài, cúi đầu nhìn nàng một cái, nàng khi ngủ luôn làm cho hắn cảm thấy rất đẹp, rất thỏa mãn. Mỗi một ngày trước khi ngủ phải nhìn nàng một cái hắn mới ngủ được, Tỉnh lại cũng nhất định phải nhìn thấy mới có thể yên tâm. Có lẽ cho tới tận bây giờ hắn vẫn cảm thấy hạnh phúc này thật hư ảo, như một giấc mộng đẹp sẽ có ngày đột nhiên tỉnh mộng, tất cả tốt đẹp đều biến mất. Chỉ có ôm nàng trong lòng, cảm giác thực sự ôm nàng vào lòng mới có thể làm hắn yên tâm. Si Ngốc nhìn Du Dao, Bạch Nham bỗng nhiên giật mình phát hiện nàng càng lúc càng không ổn. Sợi tóc trên tay hắn dần dần biến thành màu vàng không phải bởi vì ánh chiều tà mà là tóc nàng thật sự đang biến trở về màu vàng vốn có bạch nham khiếp sợ đánh thức nàng dô dao dô dao hừ dô dao tỉnh lại nhíu nhíu mày mở mắt ra mơ hồ nhìn hắn sao vậy nàng mắt của nàng là màu vàng ừ dô dao chưa tỉnh ngủ rất là khó hiểu với sự giật mình của bạch nham mắt của nàng vốn là màu vàng mà cũng không phải lần đầu tiên hắn biết Bạch Nham ngồi dậy, cũng nâng nàng dậy, vô cùng đứng đắn nghiêm túc giải thích lại một lần, mắt của nàng, tóc nàng đều biến trở về màu vàng rồi. Dù sao ngẩn người, cúi đầu nhìn tóc phân tán trên đầu vai và trước ngực, quả nhiên là màu vàng. Lần này đến phiên nàng giật mình, lấy đạo hạnh của nàng muốn duy trì bộ dạng con người không phải là chuyện khó, nếu nàng không cố ý hóa ra nguyên hình, căn bản sẽ không hiện ra bộ dáng vốn có. Tại sao bây giờ lại thế này? Pháp lực của nàng không có chỗ nào thiếu hụt, sao tóc và mắt lại biến trở về thành màu vàng? Nàng chưa bao giờ gặp tình huống như vậy. Du Dao, Bạch Nham, ta nghĩ ta phải về núi Bình Đình một chuyến, chuyện này rất kỳ lạ. Ta đi cùng nàng. Không cần, ta tự đi là được. Ly Du Giao chuẩn bị lướt qua Bạch Nham xoay người xuống giường, lại bị Bạch Nham ngăn lại. Ta đi cùng nàng, Bạch Nham nhắc lại một lần nữa, giọng điệu cực kỳ kiên quyết giống như mệnh lệnh dù sao nhìn vẻ mặt hắn nghĩ rằng từ khi hắn luân hồi một kiếp trở về gần như biến thành cái bóng của nàng nếu có thể một tấc cũng không rời sẽ tuyệt đối không bỏ nàng một mình thật sự không có cách nào để hắn lại đành phải gật đầu đáp ứng thật ra trong lòng nàng có hơi sợ hãi nàng cũng có thể xác định mình bị làm sao nhưng nhìn bạch nham còn sốt ruột hơn nàng làm trong lòng nàng càng thêm xúc động bất an nói đi là đi bọn họ không kịp chờ chỉ lan cùng đỗ Tiền trở về liền rời khỏi đan thành, chỉ để lại tờ giấy nói cho đỗ Tiền bọn họ đi đâu. Trở lại núi Bình Đình bọn họ mới được người trong phủ báo cho biết huyền nữ đã bế quan. Có lẽ là vì ly du giao mộ ra cảnh giới hỗn độn sớm hơn cô cô, huyền nữ mới phát hiện đã nghìn năm qua quả thật không tu hành tử tế, vừa gả cháu gái xong đã vội vàng bế quan. Bạch Nham nắm tay ly du giao hỏi, bây giờ làm thế nào? Không có cô cô, nhưng chắc chắn vẫn còn người biết ta bị làm sao vậy. Ly Du Giao gần như không cần nghĩ đã quyết định nên đi tìm ai. trong bộ tộc Huyền điều trên núi Bình Đình cửu thiên Huyền nữ pháp lực mạnh nhất nhưng nhiều tuổi nhất lại là một người khác. Ly Du Giao nói với Bạch Nham, Dì Thuy luôn ở trong U Cốc, xưa nay không thích bị người ngoài quấy dày, cũng không rời khỏi núi Bình Đình, chàng ở lại phủ Huyền Thanh chờ ta đi. Bạch Nham cầm tay Ly Du Giao không chịu buông, không thể cho ta cùng đi sao? yên tâm đi, đây là núi Bình Đỉnh, chàng còn sợ ta bị hổ núi ăn mất sao. Lý Du Giao cười nói, chàng ngoan ngoãn chờ ta trở lại, sẽ không lâu đâu. Lý Du Giao nói xong sẽ không lâu, nhưng vừa đi là đi liền một ngày một đêm. Bạch Nham vốn đã lo lắng, càng lâu hắn lại càng đứng ngồi không yên, đi qua đi lại trong sân, gần như đạp trụi thảm cỏ trong viện. Mà Ly Du Giao ngồi ở trong viện của dì Thúy đang cầm chén trà nóng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không biết suy nghĩ cái gì. Dì Thúy lại cười nói, nhà đầu, trong lòng con rõ ràng đã đoán được nguyên do, vì sao không trực tiếp nói cho hắn, còn trốn đến chỗ gì. Dì Thúy, dù sao vẫn cúi đầu, nói, không biết vì sao trong lòng con có hơi sợ, lại có chút phiền. Thứ nhất là sợ mình đoán sai. Thứ hai, nếu con thực sự đoán đúng, con cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Ha ha, nhà đầu ngốc, có gì cần làm đâu, cứ an tâm thanh thản chăm sóc không phải được rồi sao? Chăm sóc như thế nào? Lý Du Giao nhìn dì Thúy, hỏi một vấn đề nàng không hiểu nhất. Dì Thúy rốt cục không nhịn được cười ha hả, còn có thể chăm thế nào? Bình thường thế nào thì cứ như thế. Còn đó, lo lắng quá mức rồi. Vậy sao? Du Giao thì thào tự nói. Nàng từ nhỏ vốn không có cha mẹ, là cô cô nuôi lớn, không ai dạy nàng làm mẹ như thế nào bỗng nhiên phát hiện mình có thai nàng đâu chỉ lo lắng phải nói là khiếp sợ lúc đầu nàng chỉ nghĩ do qua nhàm chán nàng mới càng ngày càng thăm ăn thăm ngủ sau có chút nghi ngờ nhưng cũng không chắc chắn cho đến hôm nay tóc và mắt đều biến trở về màu vàng nàng mới nhận ra mình mang thai bằng không nàng thật sự không thể nghĩ ra được lý do nào khác khiến tình huống này xuất hiện vội vàng trở về núi bình đình vì muốn xác định dù sao đây cũng là lần đầu tiên nàng đối mặt với tình huống này Tộc huyền điểu ít người, kém xa long tộc, nàng sống gần hai ngàn năm trước giờ chưa từng gặp huyền điểu nào mang thai sinh con, không kích động mới là lạ. Mà càng làm cho nàng không biết phải làm sao đó là nàng không biết mình sẽ sinh ra huyền điểu hay là rồng. Dì Thúy ngồi cạnh nàng, vỗ nhẹ đầu vai, làm nàng thà lòng một ít, chậm rãi nói, sinh con đẻ cái là bản năng, nhà đầu ngốc, đừng quá lo lắng, đây là chuyện mừng, sao lại nhăn nhó như vậy. Dì Thúy con thật sự không cần chú ý cái gì sao? Con gái loài người khi sinh không phải rất đau sao? Còn phải mang thai 10 tháng. Con cũng không biết mình mang thai đã bao lâu, còn cần mang thai thêm bao lâu nữa. Con quả thật không xứng làm mẹ đúng không? Chúng ta không phải con người, bọn họ sinh lão bệnh tử, chúng ta không có, con suy nghĩ nhiều quá. Dì Thúy cười nói, nhớ đến khi mẹ con mang thai con cũng không biết. Khi sắp sinh mới phát hiện không ổn sinh con xong cũng chỉ tò mò lúc đầu, mới mẻ trôi qua lại bắt đầu chơi đùa, lúc yên tĩnh thì đọc sách, để cho cha con chăm. Khi con nở, mẹ con còn đang ru rú trong đống sách nghiên cứu trận pháp. Dù sao nghe mà sững sờ, mẹ nàng không quan tâm nàng vậy sao? Dì Thúy Đại khai đoán ra trong lòng nàng suy nghĩ cái gì, tiếp tục nói, đối với người phàm kéo dài sinh mệnh là chuyện rất khó khăn, sẽ có rất nhiều ngoài ý muốn, thậm chí mẹ con đều gặp nguy hiểm. Nhưng chúng ta không giống vậy, tuy rằng không dễ mang thai, nhưng tuyệt đối sẽ không có chuyện thai chết trong bụng. Cho nên con không cần suy nghĩ linh tinh. Nghe xong lời dì Thúy nói, dù sao cảm thấy trong lòng mình an tâm hơn rất nhiều, đưa tay đặt lên bụng. Nàng không hề sờ thấy thân thể mình có chút thay đổi nào, nàng thật sự sắp làm mẹ sao? Con không sờ được đâu." Dì Thúy mỉm cười nói, màu tóc và mắt mới bắt đầu biến hóa chứng tỏ con mang thai cũng chưa lâu chắc chắn không quá nửa năm. Theo lý, con cần mang thai 3 năm, yên tâm là dáng người sẽ không biến dạng, sau đó đứa bé còn phải ở trong trứng 3 năm mới có thể nở ra. Nhưng gì nghe nói, long tộc là mang thai 5 năm, 5 năm mới phá trứng. Cho nên đứa bé này gì không nói chính xác được. Dì Thúy, dì có thể kể thêm cho con về cha mẹ con không? Chuyện mẹ con sinh con, cha con nuôi con đây là lần đầu tiên Ly Du Giao thực sự muốn biết về chuyện cha mẹ nuôi nàng. Khi nàng khoảng 400 tuổi, lấy hồ tộc cầm đầu, mấy thú tộc liên hợp lại phản đối thiên đình, cha mẹ của nàng và cô cô đều đứng về phe ngọc đế tham gia cuộc chiến. Nàng còn nhỏ nên bị để lại núi Bình Đình cho dì Thúy chăm sóc hơn 200 năm. Sau cuộc chiến chỉ có cô cô trở lại núi Bình Đình, mà cha mẹ của nàng lại không trở về. Nàng đau lòng rất lâu, sau này đau xót cũng dần dần phai nhạt bỗng phát hiện mình sắp làm mẹ, nàng mới nhận ra mình thật sự không biết nên làm như thế nào. Dì Thúy nói với nàng rất nhiều chuyện quá khứ, chuyện về cha mẹ nàng. Nàng nghe rất chăm chú, một ngày một đêm cũng cảm thấy không đủ, thậm chí muốn cho dì Thúy bắt đầu nói từ lúc cha mẹ nàng sinh ra. Dì Thúy thật sự không chịu nổi nàng, cuối cùng mở miệng đuổi nàng đi, dì nói này, sao nha đầu con lại đáng ghét vậy. Dì xưa nay thích yên tĩnh, con lại không cho dì được yên tĩnh, một ngày một đêm còn chưa đủ sao. Chớ có trách gì không chiêu đãi con, nếu con không trở về, sợ rằng Long Thái Tử sẽ sốt ruột đến phát điên đấy. Dù sao lúc này mới nhớ ra Bạch Nham còn bị nàng để lại trong phủ huyền thanh. Đi đi, đi đi, mau đi đi. Dì thực không còn gì hay để nói cho con đâu. Dì Thúy Phụng Phiệu muốn đuổi nàng đi. Lì dù giào đứng lên đi vài bước lại quay về, muốn hỏi thêm vài câu còn chưa mở miệng đã bị dì Thúy trách móc trước, đứa bé thì cứ để thuận theo tự nhiên đi. Nếu gặp chuyện gì thật, nhớ rõ con không chỉ có một mình, đứa bé này có cha. Một câu cuối cùng này của dì Thúy có lẽ là câu nói ấm lòng nhất du giao nghe suốt một ngày một đêm qua. Đúng vậy, không phải còn có bạch nham ở bên cạnh mẹ con nàng sao? Trên đường về phủ huyền thanh, dù Giao luôn tưởng tượng xem sau khi Bạch Nham biết sẽ có phản ứng thế nào, sẽ vui mừng thế nào. Nghĩ vậy nàng bỗng nhiên cảm thấy thật vui vẻ, dường như chưa bao giờ có một khắc nào thỏa mãn và hạnh phúc giống như bây giờ. Bạch Nham ở phủ huyền thanh chờ đứng ngồi không yên, cuối cùng khi ly du giao trở lại, chưa kịp nói gì đã ôm vào trong lòng, ôm sát vào lòng mới cảm thấy an tâm. Bạch Nham, ta có việc muốn nói cho chàng. Bạch Nham xoa xoa đầu nàng, thầm hoán nói, chuyện nàng cần nói cho ta rất nhiều. Một ngày một đêm qua nàng làm gì? vì sao bây giờ mới về? Tóc và mắt nàng rốt cuộc bị làm sao vậy? Dù dao cười cười, đưa tay ôm lấy cổ hắn, áp vào bên tay hắn nói, đừng lo lắng, dì Thúy nói chờ con chúng ta ra đời, ta có thể khôi phục lại tóc đen mắt đen. Bạch Nham ngẩn người, hỏi, nàng nói cái gì? Lì dù dao liếc hắn một cái, sao bỗng nhiên hóa thành kẻ ngu ngốc vậy, câu đơn giản như vậy cũng không hiểu. Vì thế nàng nói trắng ra cho hắn, nàng mang thai. Khả Bạch Nham vẫn ngẩn ngơ hỏi lại nàng nói cái gì. Đến ba lần, dù dao tức giận nghĩ hắn lại đang đùa, phủi tay quay về phòng. Nhưng sắp đến cửa viện cũng không nghe thấy Bạch Nham gọi nàng, quay lại vẫn thấy hắn sững sờ đứng đó. Lì dù rào chỉ đành quay này, uy, choáng váng thật rồi sao? Bạch Nham đột nhiên trợn tròn mắt nhìn nàng, ngay sau đó bế nàng lên. Bạch Nham sửng sốt lúc này mới hoàn hồn, không biết nên nói cái gì, chỉ vui vẻ cười, ôm chặt lấy người con gái hắn yêu nhất cười to đợi hắn cười giống như đồ điên xong bỗng nhiên lại bắt đầu lo lắng tóc và mắt nàng đều là màu vàng không thể trở về đan thành được cô cô nàng cũng không ở núi bình đỉnh không thể chăm sóc nàng đi theo ta về đông hải đi không được mẫu hậu ta mặc dù sinh ba anh em chúng ta nhưng cũng không chăm sóc tiêu thừa và doanh chi trước đây đều do ta chăm ừ để doanh chi từ bột hải trở về có muội ấy ở với nàng sẽ tốt hơn cũng không đúng, doanh chi không có kinh nghiệm, sợ chăm sóc không tốt. Nếu không ta đi mời thái tử phi Tây Hải đến ở cùng nàng mấy ngày nhé. Nhìn Bạch Nham tự quyết định, Du Giao cũng không nhịn được cười ha hả. Hắn còn sốt ruột hơn nàng nhiều. Chương 79, ngoại truyện hạ. Chuyện Ly Du Giao mang thai không chỉ khiến Bạch Nham vui mừng đến phát điên, càng làm cho toàn bộ Đông Hải tràn ngập không khí vui mừng. Từ ngày Bạch Nham mang theo con dâu về Đông Hải, Long Vương vẫn cười không khép miệng được. Long Vương vui vẻ, không chỉ tất cả mọi người trong Long Cung vui vẻ theo, mà cả dân chúng người phàm gần Đông Hải cũng được hưởng ân trạch, liên tục hơn 10 năm mưa thuận gió hòa. Bạch Nham nói được thì làm được, thật sự đã đưa Bạch Doanh Chi từ Bột Hải trở về. Nhưng Bột Hải cũng cần quản lý, Bạch Doanh Chi trở lại đương nhiên phải có người đi thay nàng. Khổ sai này liền rơi xuống đầu Bạch Tiêu Thừa. Long Vương vốn đã không để ý tới công việc ở Đông Hải, Bạch Tiêu Thừa trải qua 350 năm mới tu thành ứng Long, vừa trở lại Đông Hải đã phải thay Long Vương gánh vác trách nhiệm, ai bảo Bạch Nham chỉ thích cùng Ly Du Giao làm người phàm cơ chứ. Mà nay, Bạch Nham kéo Bạch Doanh Chi trở lại Đông Hải cùng Ly Du Giao an thai, lại muốn ép Bạch Tiêu Thừa đi tiếp quản bột hải, công việc ở Đông Hải vì vậy lại do Bạch Nham gánh vác. Hắn thật ra không có ý kiến, chỉ cần không rời khỏi Du Giao, hắn thế nào cũng được. Nhưng Bạch Tiêu Thừa lại không thích, hắn cũng muốn ở lại chính mắt nhìn Ly Du Giao sinh cho hắn một đứa cháu, dựa vào cái gì mà đuổi hắn đi. Bạch Nham khuyên can mãi, lại thêm dụ dỗ đe dọa một thời gian, Bạch Tiêu Thừa mới tâm không cam lòng không nguyện đồng ý đến bột hải. Cuối cùng, trước khi đi còn nhắc nhở một câu, chờ chị dâu sinh trứng rồng, đệ nhất định phải trở về nhìn một cái. Ly Du Giao nghe xong lời này, trong lòng liền mất hứng. Vì sao là trứng rồng mà không phải trứng huyền điều? Kết quả là, mỗi ngày Ly Du Giao đều vuốt cái bụng nhỏ của mình âm thầm nhắc tới, bé con, nhớ đừng làm mất mặt mẹ, nhất định phải theo mẹ nhé, trăm ngàn lần đừng là rồng. Ly Du Giao ở Đông Hải thật nhàm chán, bình thường tuy có Bạch Doanh Chi cùng nói chuyện phiếm, nhưng vẫn vô công dỗi nghề. Hơn nữa càng ngày càng thăm ngủ, có khi sẽ ngủ liền hai ba ngày. Lúc đầu Bạch Nham rất lo lắng, sau cũng quen dần với thói thích ngủ của nàng. Cũng vì vậy, Bạch Doanh Chi hoàn toàn không cần cả ngày lẫn đêm ở cùng nàng, ở Đông Hải càng thoải mái tự tại hơn so với Bột Hải. Có một ngày, dù sao đột nhiên tỉnh lại trong lúc ngủ mơ, rõ ràng cảm nhận được có ma khí ở gần Đông Hải, hơn nữa nàng còn rất quen thuộc với khí này, là Vân Nhai. Có lẽ vì nàng mang thai, cảm giác càng nhạy bén hơn trước, đặc biệt là tính cảnh giác đối với nguy hiểm càng mẫn cảm hơn bao giờ hết. Nàng bỗng nhiên bừng tỉnh, là vì đã nhận ra sát khí của Vân Nhai. Tính tình Vân Nhai rất ôn hòa, đại đa số thời gian đều bình thản, rất ít khi thức giận muốn giết người, nhưng Ly Du Giao rõ ràng đã cảm nhận được sát ý của hắn. Nhưng đây là Đông Hải, Vân Nhai sẽ nổi lên sát tâm với ai? Dù sao không yên tâm, liền ra Đông Hải nhìn xem. Dù sao đi theo khí của Vân Nhai, không tìm được Vân Nhai mà lại thấy Bạch Doanh Chi. Tam công chúa, Ly Du Giao đến gần Bạch Doanh Chi mới phát hiện nàng bị thương bàn tay phải của nàng có vết thương như vết bỏng mới, dù sao liếc mắt một cái liền nhận ra được là Vân Nhai đã thương nàng, tam công chúa, xảy ra chuyện gì? Vì sao Vân Nhai đã thương muội Bạch Doanh Chi cúi đầu nhìn vết thương trên lòng bàn tay mình từ từ tự khép lại, dường như không biết ly du sao ở ngay bên cạnh nàng, cũng giống như không nghe thấy câu hỏi của nàng, một lúc lâu cũng không trả lời. Dù sao nhìn khuôn mặt nàng tái nhợt, vẻ mặt bi thương, trong lòng bồn chồn giữa nàng và Vân Nhai rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Vân Nhai nổi lên sát ý với nàng? Lại vì sao chỉ làm tay nàng bị thương mà không nguy hiểm đến tính mạng? Chị dâu, đừng nói cho người khác được không? Đừng nói cho ai cả, dù là đại ca cũng đừng nói, được không? Lần đầu tiên Bạch Doanh Chi đưa ra yêu cầu với Ly Du Giao. Được, Du Giao nhìn nàng, trong lòng có một suy đoán nhưng cũng không dám chắc chắn, hỏi, vậy muội có thể nói cho tỷ biết muội và Vân Nhai rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chị dâu có biết nguyên hình của Vân Nhai là gì không? Bạch Doanh Chi không trực tiếp đồng ý với Ly Du Giao, nhưng nàng dường như cũng có ý nói cho Ly Du Giao nghe. Nhưng ngay cả chính nàng cũng không biết nên nói như thế nào, chính nàng cũng không quá rõ ràng giữa nàng và Vân Nhai rốt cuộc là gì. Ly Du Giao lắc đầu, từng có đoán, nhưng chưa bao giờ xác định. Tỷ cũng chưa bao giờ hỏi. Bạch Doanh Chi gật đầu cũng không biết là có ý gì, ngược lại nói, chúng ta trở về đi, nếu để cho đại ca biết tỷ đi ra ngoài sẽ lại sốt ruột. Được, chúng ta trở về thôi. Ly Du Giao nhìn Bạch Doanh Chi giả vờ kiên cường trong lòng càng thêm chắc chắn giữa nàng và Vân Nhai có vấn đề. Sau việc này, Bạch Doanh Chi gần như ngày nào cũng ở bên chăm sóc Ly Du Giao, nhưng buồn bực không vui trên mặt nàng ai cũng nhìn thấy được. Có lẽ chỉ có Bạch Nham một lòng một giả đều đặt ở trên người Du Giao mới không biết không thấy làm cho Du Dao thậm chí có chút buồn bực. Chính hắn không phát hiện muội muội mình không ổn, nàng lại đồng ý với Doanh Chi là sẽ không nói, chẳng lẽ cứ để cho nàng ấy như vậy. Nhưng Ly Du Dao cũng không nghĩ ra, nàng và Vân Nhai làm đồng môn 500 năm cũng không biết nguyên hình của hắn là gì, vì sao Bạch Doanh Chi không chỉ hỏi đến mà hình như còn biết. Theo lý thuyết, Vân Nhai là sẽ không nói cho bất cứ kẻ nào. Nếu muốn biết chỉ có hai cách, thứ nhất đến phong đô vào tháp linh lung nhìn lửa vô sinh của hắn, nhưng bây giờ vân nhai đứng đầu ma giới lục cô nương tuyệt đối sẽ không để ai vào tháp linh lung nhìn lửa vô sinh của hắn dù là long tam công chúa cũng không được thứ hai là người biết quá khứ của vân nhai cái này lại càng không thể có lẽ ngoại trừ thiên khê không ai biết vân nhai nhập núi ngũ hành như thế nào nay thiên khê đã hồn bay phách tán còn có ai có thể biết quá khứ của vân nhai dù rào đoán rằng có lẽ doanh chi động lòng với vân nhai nhưng vân nhai lại đả thương nàng có thể là hắn muốn cắt đứt ý muốn trong đầu Doanh Chi. Nhưng chuyện giữa bọn họ, Bạch Doanh Chi không nói thì nàng cũng không biết được, lại càng không thể ngang ngược can thiệp. Chuyện tình yêu người bên ngoài không thể hiểu được cũng không thể giải thích rõ được, mặc dù kẻ trong cuộc thì cũng u mê. Nếu chính bọn họ đã quyết tâm thì ai khuyên cũng vô dụng, thật giống như nàng và Bạch Nham, bao nhiêu chuyện ngu ngốc, điên cuồng đều đã làm, lỗi gì tội gì cũng đều đã phạm phải, nhưng vẫn có chết cũng không hối hận cũng may là cố chấp nên mới có thể chờ đến khi mây tan trăng sáng. Nàng chỉ hy vọng Doanh Chi và Vân Nhai nếu thật sự hữu tình, dù là ngàn nan vạn hiểm cũng có thể có được kết quả tốt. Những ngày ly du giao lo lắng cho Bạch Doanh Chi đang mù quáng cũng không kéo dài bao lâu, từ lần duy nhất nhận thấy Vân Nhai tới Đông Hải, Bạch Doanh Chi và Vân Nhai cũng không gặp lại nữa, hơn nữa ngày dự sinh càng ngày càng gần. Ly Du Giao cũng càng ngủ nhiều, lần lâu nhất ngủ đến tận 10 ngày. Ở Đông Hải gần 3 năm, dưới sự chờ mong của mọi người, con của Ly Du Giao và Bạch Nham chào đời. Ly Du Giao nhìn quả trứng chỉ to bằng bàn tay Bạch Nham, lông mày nhăn tịt lại. Khi vừa sinh quả trứng này, vỏ trứng lộ ra thịt hồng nhạt, hơn nữa sờ vẫn mềm, ước chừng nửa canh giờ sau vỏ trứng liền trở nên cứng rắn, màu cũng biến thành màu trắng. Ly Du Giao và Bạch Nham nhìn đều cảm thấy thần kỳ. Cả một phòng người, Long Vương, Long Vương Phi, Bạch Doanh Chi, Bạch Nham và Ly Du Giao chừng mắt nhìn quả trứng suốt nửa ngày, nó cũng không hề có chút động tĩnh nào, dường như nàng đã sinh ra tảng đá. Nàng nhất thời tò mò, dùng ngón tay chọc chọc nó khiến Bạch Nham gần như là cướp lại ôm con hắn vào trong lòng, miễn cho còn chưa phá trứng đã bị mẹ ruột của nó đùa chết. Ly Du Giao cười nhạt trước hành vi bảo vệ thái quá của Bạch Nham, con của nàng sao không cho nàng đụng vào. Thật sự là buồn cười sau này Ly Du Giao mới dần hiểu được vì sao dì Thúy nói mẹ nàng chỉ khi mới sinh nàng ra vừa mới bắt đầu tò mò, sau này lại không quan tâm nàng. Bởi vì một quả trứng dù có nhìn ngang nhìn dọc, nhìn chằm chằm một khắc không rời, nó cũng sẽ không nở ra hoa. Không đến nửa tháng, Ly Du Giao đã không còn thích nhìn nó nữa. Nhưng Bạch Nham lại hoàn toàn không giống vậy, hắn thật sự là vui mừng đến điên rồi, nhất định phải tự mình chăm sóc con, chờ nó phá trứng dù có công việc của Đông Hải cần xử lý, cũng nhất định phải để con ở trong tầm mắt. Điều này làm cho Ly Du Giao rất không vui, đây là có con không cần nàng nữa sao? Lúc trước thì đi theo nàng không rời một tấc, nay đi đâu cũng phải ôm con của hắn theo. Hơn nữa, ai dám xác định quả trứng này là long tử? Nhỡ là long nữ thì sao? Không đúng, vì sao lại là rồng? Nên là huyền điều mới đúng. Ly Du Giao nghĩ vậy cũng bắt đầu giống Bạch Nham thích ở cạnh con mình nàng mới ba năm đã sinh trứng vậy có phải chứng tỏ nó là huyền điều mà không phải rồng hay không? Chỉ cần vỏ trứng còn chưa phá thì không ai xác định được. Nhỡ đứa bé ngày ngày ở bên Bạch Nham, lại giống hắn nhiều hơn thì sao, người mẹ như nàng chẳng phải chịu thiệt sao? Đặc biệt là Bạch Tiêu thừa thường trở về Đông Hải, nói liên miên cằn nhằn với cháu của hắn rất nhiều điều vô nghĩa, ví dụ như bởi vì Bạch Nham và Ly Du Giao đều từng tiến vào cảnh giới hỗn độn, cho nên đứa bé này hẳn sẽ là long tử có thể tu thành ứng long sớm nhất trong long tộc vân vân. Lý Du Giao mỗi lần nghe được trong lòng đều không thoải mái, dựa vào cái gì mà con nàng lại là rồng. Vì thế, Lý Du Giao ngầm mâu thuẫn với Bạch Nham, mỗi đêm đều muốn ôm trứng trong lòng mình ngủ, không chịu cho Bạch Nham chạm vào. Bạch Nham sao lại không biết trong lòng nàng nghĩ cái gì, chỉ đành phải Trấn An nói cho dù là rồng hay là huyền đều không phải đều là con của chúng ta sao. Không cần so đo đâu, dù nó là gì đi nữa, ta cũng vẫn sẽ yêu thương nó." Ban đầu lời này của Bạch Nham khiến Du Dao tạm thời dễ chịu, nhưng chờ đến ngày trứng nở thật, nàng lại thét chói tai suýt chút nữa quăng ngã con mình, may mắn có Bạch Nham lanh tay lẹ mắt bảo vệ. "Đây, đây, đây, đây không phải con của ta." Tiếng gào của Du Dao gần như toàn bộ Đông Hải đều nghe thấy được. Bạch Nham nâng trong tay thằng nhóc vừa mới phá trứng, trong lòng cười đến nở hoa nhưng ngoài vẫn còn phải bận tâm đến du dao cho nên cố gắng làm ra vẻ khó xử, nói sao lại không phải con nàng. Nàng ngày ngày đêm đêm ôm con trong ngực, con cũng chưa từng rời khỏi tầm mắt của nàng, sao giờ nàng lại không nhận con. Đây, đây, nó sao có thể là con ta? Lì du dao tức giận nói, sừng rồng, vuốt rồng, vảy rồng, đuôi rồng. Từ đầu tới đuôi rõ ràng là một con rồng, nửa cọng lông chim cũng không có có chỗ nào giống ta? Bạch Nham nhìn thằng nhóc mới nửa mở mắt trong tay, nhịn cười, nói, nó màu vàng. Dù giao giận không thể át, lúc chàng sinh ra là màu gì? Màu đen, bạch tiêu thừa, màu xanh, bạch doanh chi, màu bạc, long vương, màu vàng. Nó thả rằng giống ông nội nó cũng không chịu giống người mẹ ruột này nửa phần. Nó sao có thể là con ta? Ly Du Giao đuổi Bạch Nham và con rồng vàng nhỏ ra khỏi cửa, một mình ở trong phòng tức giận. Vì sao nàng ngày ngày ngóng trông con nàng giống nàng một ít, lại vẫn sinh ra một con rồng nhỏ. Nàng tức giận, nàng làm mẹ, ngay cả con là long tử hay là long nữ cũng không phân biệt được. Ly Du Giao tức giận cuốn gói trở về núi Bình Đình, không để ý tới Bạch Nham, đứa bé cũng không cần. Trở lại núi Bình Đình, huyền nữ còn đang bế quan, Du Giao liền đến sơn cốc nhỏ của dì Thúy, ở trước mặt dì Thúy phát giận, làm mình làm mầy, quấy nhiễu đến mức dì Thúy không biết làm thế nào, cuối cùng chỉ có thể dùng một phỏng đoán lung tung lấy lệ với ly du dao. Đứa bé kia là rồng mà không phải huyền điều chỉ sợ là vì con sinh nó ở Đông Hải, chờ nó phá trứng ở Đông Hải. Dì Thúy nói, cần hoàn cảnh cho phép, mới làm cho nó thành hình rồng. Dì Thúy, ý của người là, nếu sinh nó, nuôi nó ở núi Bình Đình, nó sẽ là huyền điều. Dì Thúy hơi hơi gật đầu. Thật ra bà làm sao mà biết được, dù là nguyên nhân gì, con của nàng cũng đã là rồng, chẳng lẽ thật sự không nhận nó sao? Mau chóng khuyên ly du dao trở về mới chuyện cần làm. Dù sao, trở về đi, dù sao cũng là con con, chẳng lẽ con không có chút luyến tiếc nào sao? Ly du sao im lặng, lại ngồi ở trong viện của dì Thúy nửa ngày mới chịu đi. Nhưng cơn giận của nàng còn chưa tan hết, không muốn về Đông Hải, cũng không muốn gặp Bạch Nham, chỉ một mình trở về phủ Huyền Thanh, Ly Du Giao có thể ném cha con Bạch Nham một mình chạy về núi Bình Đình, nhưng Bạch Nham lại luyến tiếp nàng, cũng không quan tâm đến sự phản đối của Long Vương, mang theo rồng con còn chưa mở hết mắt đến núi Bình Đình. Bạch Nham ở phủ Huyền Thanh đợi hai ngày mới chờ được Ly Du Giao trở về. Khi Du Giao trở về, Bạch Nham đang ngủ chưa cùng rồng con. Thằng nhóc này còn thích ngủ hơn mẹ nó cũng không biết là bởi vì còn quá nhỏ hay do Bạch Nham liều lĩnh mang nó ra khỏi Đông Hải làm nó không thoải mái. Bạch Nham lấy ngón tay vuốt lên vảy dọc theo sống lưng con, liên thanh thở dài, thắng nhóc con, nếu có nửa phần giống mẹ con, mẹ con cũng sẽ không bỏ rơi cha con ta chạy về nhà mẹ đẻ. Phụ thân mặc dù thương con, nhưng con không thể để phụ thân mất vợ chứ. Ngoan ngoãn, chờ mẹ con về nhất định phải ngoan nhé, mẹ con vui vẻ, cha con ta mới có ngày tháng tốt đẹp. Dù sao ở cửa nghe thấy Bạch Nham nói vậy, nghĩ rằng 89 phần 10 là hắn cố ý nói cho nàng nghe. Thật ra nàng cũng không biết mình giận hắn hay giận chính mình. Nàng chẳng qua là nhất thời khó thở mới chạy về, muốn nàng thật sự cả đời không để ý tới hắn, nàng không hạ quyết tâm được. Thở dài đầy cửa mà vào, Bạch Nham vô cùng nhanh chóng vọt đến trước mặt nàng, một tay ôm lấy nàng, để phòng nàng vung tay áo lại chạy mất tăm. Dù sao, Bạch Nham chui đầu vào gáy nàng, còn tức giận sao? Tức giận có tác dụng sao? Nếu nàng thực không thích, bằng không ta thi pháp biến nó thành huyền điều nhé. Chàng dám động vào con ta thử xem, dù sao bị đề nghị kỳ lại của Bạch Nham dọa cho nhảy dựng. Đứa bé nhỏ như vậy, sao chịu được pháp thuật của hắn? Ngay sau đó nàng nghe thấy Bạch Nham khẽ cười mới phát hiện hắn cố ý lừa nàng. Lại thở dài, dù sao nhíu mày nhìn dùng con da lông ngắn bọc trong chăn nằm trên giường, hỏi, nó là con trai hay là con gái? Bạch Nham thật sự không nín được, cười nói, là con trai, là con trai, con trai chúng ta. Lì Du Giao đi đến bên giường ngồi xuống, đưa tay nhẹ nhàng vén lên một chút chăn lông, rồng con bỗng nhiên tỉnh, mở mắt nhìn nàng. Đôi mắt màu rất sáng, mở to mắt nhìn, phát ra hai tiếng anh anh, Lì Du Giao có chút lo lắng hỏi Bạch Nham, là ta không cẩn thận đánh thức con, cho nên con không vui sao. Bạch Nham cười nói, sao nàng không nghĩ rằng con đang gọi mẫu thân. Không để Du Giao ngồi xuống, một tay ôm eo nàng, một tay ôm con, hắn có thể cảm giác được rồng con lớn hơn một chút, cũng nặng hơn một chút, nhưng nó vẫn rất nhỏ, một tay Bạch Nham cũng đủ ôm. Ôm đứa bé đến trước mặt Du Giao, nàng bỗng nhiên nhớ tới có một lần Bạch Nham hóa thành nguyên hình chọc nàng vui vẻ, cũng là một con rồng nhỏ như vậy. Lúc ấy nàng cảm thấy rất đáng yêu, sao con nàng sinh, nàng lại không vui chứ. Dù sao vươn tay chỉ định sờ nó một chút, nhưng nhìn con bé xíu trong lòng đột nhiên thoải mái, nó thật sự không giống nàng chút xíu nào. Thằng nhóc kia chớp mắt mấy cái, tự chui ra khỏi chăn lông một chút, dùng sừng rồng cỏ cọ lên ngón tay du dao, lại làm du dao kinh ngạc. Bạch Nham nhìn vậy cảm thấy vui mừng, nhóc con không tệ, quả nhiên biết cách lấy lòng du dao giống hắn. Tay du dao còn sướng lại giữa không chung, đầu rồng con nhích ra ngoài một tẻo, trượt ra khỏi lòng bàn tay Bạch Nham, Du Giao vội đưa tay đón lấy, nâng niu trong lòng bàn tay. Móng vuốt nhỏ gãi gãi trong lòng bàn tay nàng ngứa ngứa, cảm giác rất kỳ lạ. Ngoan ngoãn, dù Giao khẽ dỗ dành, lúc này mới có chút bộ dáng người làm mẹ. Bạch Nham thỏa mãn ôm Du Dao, nhìn con của bọn họ, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Bạch Nham, hình như con lớn hơn một chút phải không? Du Dao ôm rồng con hỏi. Ừ, dài thêm được hai đốt ngón tay lớn nhanh vậy sao? Dù sao mới rời khỏi bọn họ hai ngày mà thôi, con nàng đã lớn nhanh như vậy. Bạch Nham cười nói, là nên lớn nhanh một chút, nàng xem, con bây giờ còn rất nhỏ. Sau lại nghe Bạch Nham kể khi hắn, Bạch Tiêu Thừa và Bạch Doanh Chi mới ra đời ước chừng phải lớn gấp đôi thằng nhóc này. Bởi vì bọn họ đều ở trong bụng mẫu thân 5 năm, ở trong 5 năm, hiển nhiên rồng con là chưa đủ năm. Dù sao mỗi lần nghe Bạch Nham nói long tộc bọn họ như thế này như thế kia, nàng liền ghen tị. Còn nàng đều là long tộc bọn họ, nàng bỗng thành người ngoài. Bạch Nham thật sự vô tội, lại không thể tranh cãi với nàng, chỉ đành dỗ nàng. Dù sao nói với hắn phán đoán của dì Thúy, là vì hoàn cảnh mới khiến cho con bọn họ thành rồng. Bạch Nham nghe xong cười quỷ dị, nói, vậy chúng ta ở tại núi Bình Đình, đứa sau chẳng phải sẽ là huyền điều sao? như vậy nàng vui chưa? chương 80, Ngoại truyện, tiểu kịch trường 100 câu hỏi phần 1 Mỗ giả, hôm nay khách mời của tiểu kịch trường 100 câu hỏi là hai vị nhân vật chính của Tây Phố, Bạch Nham và Trường Quỳ Ly. Vỗ tay 001 Mỗ giả, xin hỏi hai vị tên đầy đủ là Trường Quỳ Ly, Ly Du Giao Bạch Nham, Bạch Nham Mỗ giả, là tên Thát sao trưởng quầy ly đương nhiên bạch nham ừm người trong giang hồ ai mà chẳng có một hai biệt hiệu mẫu giả và trưởng quầy ly hai mẫu giả xin hỏi hai vị nghề nghiệp cụ thể là trưởng quầy ly chủ tiệm quan tài bạch nham đạo sĩ mẫu giả nghe nói đạo sĩ là người xuất gia không thể cưới vợ bạch nham ta đang chờ sắp xếp việc làm ở nhà Mỗ giả và trưởng quầy ly 003 Mỗ giả, xin hỏi nguyên hình của hai vị là Vấn đề này là thay mặt toàn thể độc giả hỏi Trưởng quầy ly và bạch nham, huynh, nàng nói trước Mỗ giả, rốt cuộc là ai nói trước Trưởng quầy ly và bạch nham, vấn đề này hẳn là nên hỏi tác giả đại nhân đồng chí mỗ giả Mỗ giả, khụ khụ câu kế tiếp 004 Mỗ giả xin hỏi hai người quen nhau đã bao lâu? Trưởng Quầy Ly, khoảng hơn 300 năm. Bạch Nham, 867 năm. Mỗ giả và trưởng Quầy Ly, sao lại tranh lệch nhiều như vậy? Bạch Nham, khụ khụ, ngại quá, ta nhớ không lầm, nhưng nếu giải thích thì sẽ tiết lộ tình tiết trước. Quần chúng không rõ chân tướng, spoil đi. Cầu spoil. Mỗ giả, khụ khụ, câu kế tiếp. 005. Mỗ giả, lần đầu tiên nhìn thấy đối phương là ở đâu. Trưởng Quầy Ly, Núi Đại Tuyết. Bạch Nham, Cửu Trọng Thiên. a à, ta lại tiết lộ trước rồi. Mỗ giả, người cầu ý. Quần chúng, cầu spoil. Cầu spoil, cầu spoil. Mỗ giả, à, câu kế tiếp. Quần chúng dưới sân khấu bạo động, chợt thấy cà chua, trứng gà, cục gạch bay đầy trời mỗ giả, bởi vì đèn trên sân khấu gặp vấn đề kỹ thuật cần giải quyết ngay lập tức, tiểu kịch trường 100 câu hỏi hôm nay đến đây là kết thúc. Tiểu kịch trường 100 câu hỏi Mỗ giả, hôm nay khách mời của tiểu kịch trường 100 câu hỏi là hai vị nhân vật chính của Tây Phố, Bạch Nham và Trường Quỳ Ly. 006 Mỗ giả, xin hỏi tuổi của hai người. trưởng Quỳ Ly, ừm, để ta nghĩ đã. Đại khái hơn 2.000 một chút. Bạch Nham, 3765 tuổi. Mỗ giả, vỗ chán, ta có chút choáng váng. 007. Mỗ giả, xin hỏi hai vị cảm thấy cá tính của bản thân như thế nào? Trưởng Quầy Ly, yêu ghét rõ ràng, thẳng thắn quả quyết. Bạch Nham, không tệ. Mỗ giả, xin cụ thể một chút. Bạch Nham, chỗ nào cũng không tệ. Mỗ giả, được rồi. 008 mẫu giả xin hỏi hai vị cảm thấy cá tính đối phương như thế nào trưởng quầy ly và bạch nham huynh nàng nói trước mẫu giả rốt cuộc là ai nói trước trưởng quầy ly và bạch nham ta nói trước mẫu giả bạch nham ta nói trước trưởng quầy ly cắt vậy huynh nói trước đi bạch nham nhìn trưởng quầy ly từ trên xuống dưới một lượt bình thường biếng nhác thường xuyên nổi giận tùy hứng xu lợi lại ghen tị làm việc quái đản bất kể hậu quả Trưởng quầy ly hung hăng lườm bạch nham tính cách của lão đạo đáng chết ấy à, đê tiện vô sĩ ác liệt âm hiểm rào hoạt san trá, 10 câu thì 9 câu là giả, thích lợi dụng người khác, chuyên làm những việc hại người ít ta. Mỗ giả lau mồ hôi, vừa rồi hình như có người nói mình chỗ nào cũng tốt. Không không chín Mỗ giả, xin hỏi hai vị ghét nhau ở điểm nào nhất? Bạch nham, không có. Trưởng quầy ly, lừa ta. Mỗ giả, mặc niệm trong lòng, đột nhiên trở nên thật thành thật. Không một không, Mỗ giả mời 12 vị nói ưu điểm của đối phương. Trưởng Quỳ Ly, hắn không có ưu điểm. Trừng. Bạch Nham mỉm cười, người đừng thấy nàng hung dữ như vậy, kỳ thực nàng rất dịu dàng, lúc thẹn thùng rất đáng yêu. Mỗ giả, khụ khụ, xin ăn ngay nói thật. Trưởng Quỳ Ly, lườm ta không dịu dàng sao? Mỗ giả, à, Bạch Nham xin cứ tiếp tục. Bạch Nham thông minh nhạy bén, kiên cường quyết đoán, ngoài cứng trong mềm. Khi chưa nhập ma, nàng rất lương thiện, chính nghĩa. Dù nhập ma, cũng vẫn trọng tình trọng nghĩa, dám làm dám chịu. Mỗ giả, nhỏ giọng vừa rồi không biết ai độc ác vùi dập người ta, bây giờ lại khoe mẽ như vậy. Bạch Nham mỉm cười ta tưởng tác giả đại nhân muốn cho ta mượn đề tài để nói chuyện của mình, nhân cơ hội thổ lộ luôn thì ra không phải à. Mỗ giả khụ khụ, câu tiếp theo. 011. Mỗ giả, xin hỏi ấn tượng đầu tiên của hai vị về nhau như thế nào? Trưởng Quầy Ly, khốn kiếp, làm hỏng chuyện tốt của ta. Bạch Nham, có thể tiết lộ trước nội dung không? Quần chúng, muốn spoil, muốn spoil. Mỗ giả, làm sao có thể? Quần chúng đã chuẩn bị tốt cà chua, trứng gà cùng cục gạch. Mỗ giả, khụ khụ, xin trả lời thành thật. Bạch Nham cười không giống người thường. Quần chúng, hả? Sao nữa? Bạch Nham nhún vai câu hỏi chỉ hỏi ấn tượng đầu tiên, không hỏi cảnh tượng lúc đó. Mỗ giả, người cố ý. Quần chúng điên cuồng, cà chua, trứng gà, cục gạch tiếp đón. Mỗ giả, bởi vì đèn trên sân khấu gặp vấn đề kỹ thuật cần giải quyết ngay lập tức, tiểu kịch trường 100 câu hỏi hôm nay đến đây là kết thúc. Trường 81, Ngoại truyện, tiểu kịch trường 100 câu hỏi phần 2. Mỗ giả, hôm nay khách mời của tiểu kịch trường 100 câu hỏi vẫn là hai vị nhân vật chính của tiệm quan tài phố Tây, Bạch Nham và Trường Quỳ Ly. Quần chúng, vỗ tay. 012. Mỗ giả, mời dùng một chữ để hình dung đối phương. Trường Quỳ Ly, tiện. Bạch Nham, đẹp. Mỗ giả, dùng hai chữ thì sao? Trường Quỳ Ly, rất tiện. Bạch Nham, rất đẹp mẫu giả ba chữ trưởng quầy ly cực kỳ tiện bạch nham cực kỳ đẹp mẫu giả hai người đều là cực phẩm nhân gian bạch nham và trưởng quầy ly tiện có các nghĩa hèn hạ ti tiện bị ổi đê tiện tùy mọi người chọn một ba mẫu giả xin hỏi hai vị vừa lòng với từ đối phương dùng không trưởng quầy ly liếc liếc mắt nhìn bạch nham một cái bình thường bạch nham mỉm cười, không có gì không tốt cả. Mỗ giả vỗ chán. Mỗ giả, nhỏ giọng hỏi Bạch Nham từ ngươi dùng để hình dung trường quầy ly là vô cùng khen ngợi, nhưng từ trường quầy ly dùng cho ngươi lại cực kỳ chê bai, như vậy mà ngươi vẫn cảm thấy không có gì không tốt à. Bạch Nham, mỉm cười ta không vừa lòng chính là hình tượng ngươi xây dựng. Mỗ giả. 014 một bốn. Mỗ giả, xin hai vị không thích thói quen nào của đối phương nhất trưởng quầy ly liếc liếc mắt nhìn bạch nham một cái luôn nhìn chằm chằm một cô gái nào đó không rời bạch nham thói quen xấu của nàng ta đều đã quen rồi cho nên không có gì không thích trưởng quầy ly lườm ta có thói quen xấu nào cần huynh quen à bạch nham cười đương nhiên không có mỗ giả mồ hôi chảy ròng ròng không một năm mỗ giả xin hỏi hai vị sử dụng vũ khí gì bạch nham kiếm cự khuyết Trưởng Quỳ Ly, tên Hỏa Vũ. Mỗ giả, còn có pháp bảo nào khác không? Bạch Nham và Trưởng Quỳ Ly có. Mỗ giả, có thể lấy ra xem không? Bạch Nham và Trưởng Quỳ Ly, có thể spoil không? Mỗ giả, các ngươi đừng có hơi tí là spoil đi. Quần chúng chờ mong ING. Bạch Nham và Trưởng Quỳ Ly, chúng ta không nói nữa, trong chính văn sẽ nói. Quần chúng thăng giận Mỗ giả, chuẩn bị sẵn nắp nồi. 016. Mỗ giả, xin hỏi sở thích của hai vị là gì? Trưởng quầy ly, ngủ. Bạch nham, không có gì đặc biệt. Trưởng quầy ly, nghịch ngón tay, hắn thích giả già, cậy già lên mặt. Bạch nham, cười, đấy đâu phải sở thích. Mỗ giả, vậy có thể hỏi một chút nguyên nhân vì sao không? Bạch Nham, vấn đề này làm phiền tác giả đại nhân đồng chí toái giả trả lời. Mặt khác quần chúng có thể thuận tiện hỏi luôn vì sao Bạch Bạch lại dùng nguyên hình, chỉ Lan không nói được, sao Thanh Vũ có thể hiểu được thú ngữ vi vi. Mỗ giả, phần trăm dấu lớn phần trăm người cố ý. B. Quần chúng, vì sao? Vì sao? Vì sao? Vì sao? Mỗ giả, bởi vì đèn trên sân khấu gặp vấn đề kỹ thuật cần giải quyết ngay lập tức, tiểu kịch trường 100 câu hỏi hôm nay đến đây là kết thúc. Trước khi trứng gà, cà chua và cục gạch hào đập vào mặt, toái giả thành công bỏ chạy. Tiểu kịch trường 100 câu hỏi. Vì quần chúng mãnh liệt yêu cầu spoil, cho nên hôm nay khách mời của tiểu kịch trường 100 câu hỏi là một trong những nhân vật chính của tiệm quan tài phố Tây, Đỗ Tuyền. Quần chúng, vỗ tay. Toái giả, bạn Đỗ Tuyền, hy vọng bạn có thể cho quần chúng chút kích thích. Đỗ Tuyền, ta sẽ cố gắng hết sức. Quần chúng, nhiệt liệt vỗ tay. 017 Mỗ giả, xin hỏi bạn quen đạo trường Bạch Nham và trường Quỳ Ly đã bao lâu? Đỗ Tuyền, quen trường Quỳ Ly đã 312 năm, quen lão đạo sắp 500 năm rồi. Mỗ giả, lâu như vậy à, vậy nhất định bạn biết không ít chuyện của bọn họ phải không? Đỗ Tuyền, hắc hắc, ta đến đây là để nói những chuyện này. Mỗ giả, tốt lắm, nhanh chóng vào vấn đề kế tiếp. 018. Mỗ giả, xin hỏi bạn quen Bạch Nham thế nào? Đỗ Tuyền, ừm, khi đó lão đạo bị thương rất nghiêm trọng, trốn đến núi đại tuyết dựa vào linh nguyên của ta để dưỡng thương. Khi đó ta còn chưa thành hình, chỉ là một đám linh khí. Lão đạo ở đó rất lâu, cho nên chúng ta liền quen nhau. Quần chúng, dưỡng thương. Dưỡng thương gì? Vì sao bị thương? o oh. Mỗ giả, khủ khủ, câu kế tiếp. 019. Mỗ giả, xin hỏi bản quen trường quầy ly thế nào? Đỗ Tuyền, Trường Quầy Ly cũng chạy đến núi Đại Tuyết, vì tị nạn, về phần tránh né ai, các vị đọc truyện đều biết đúng không? Mỗ giả, ừ ừ, biết biết. Không hay không. Mỗ giả, xin hỏi bạn có biết nguyên hình của Bạch Nham và Trường Quầy Ly không? Đỗ Tuyền, không biết. Quần chúng, hà hả Đỗ Tuyền, vẻ mặt vô tội khi Bạch Nham vừa đến núi Tuyết đã lập tức sang một cái kết giới rất mạnh, ta không vào được vì thường xuyên nghe thấy hắn kêu rên, linh nguyên lại bị hắn không ngừng hấp thu, cho nên ta đoán hắn bị trọng thương, cụ thể ta cũng không rõ. Về phần nguyên hình của trường quầy ly ta hoàn toàn chưa từng thấy bao giờ. Mọi người chỉ có thể tiếp tục đọc chuyện thôi. Mũ giả, mũ mũ tiếp tục đọc chuyện, tiếp tục đọc chuyện. Quần chúng, phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi hoặc để lại bình luận nhé cảm ơn các bạn phần này đến đây là hết nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn